Ngày xưa, tại vùng hoang mạc Tây Ban Nha đầy nắng và gió, có một tên sát thủ máu lạnh. Những cô mèo nóng bỏng xuất xứ San Ricardo gọi chú là fuckboy nhiều lông. Công an phường thì gọi là kẻ ngoài vòng pháp luật, người không biết thì gọi chú là con quỷ hút máu. Nhưng nghe nói đến nhiều nhất vẫn là Boots in Boots, mèo đi hia. Với cái đầu được treo thưởng 500 đồng vàng, chú luôn trong cảnh bị truy đuổi. Rời xa vòng tay cô mèo trắng Margarita. Rosa, quan trọng gì. Boots tiếp tục cuộc hành trình trộm cắp, dừng chân tại vùng đất Fuego, nơi tụ hội của những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Boots bước vào một quán rượu, theo sau là một chàng cười mỉa mai. Một con mèo đi hia ư? Trung bình mèo ở Bình Dương. Tiểu nhị, cho một ly sữa không đường ít đá, dùng đây mang về. Boots không hề muốn gây chuyện, nhưng hổ không gầm thì lại tưởng là Hello Kitty. Chú cho chúng biết chú thực sự là ai. Và khi lũ bậm nhậu nhăm nhe cái đầu 500 đồng vàng của Boots, thì chú mạnh dạn giật mặt chúng, trổ vài đường cơ bản cho chúng biết. Chú sẽ cạo đầu bất cứ thằng nào dám coi thường mình. Boots chỉ đang tới đây để kiếm một công việc đúng chuyên môn. Nhưng đằng nào cũng trộm thì làm hẳn một vố lớn. Cả đám tiết lộ cho Boots về hai tên sát nhân Jack và Jill, kẻ đang nắm giữ những hạt đậu thần. Nhưng Boots không tin. Chú đã dành gần nửa đời mèo mà tìm mãi vẫn không ra đậu thần. Và chú tin rằng nó chỉ có trong truyền thuyết. Một tên bèn show ra bằng chứng vô cùng thuyết phục. Trust me bro. Những hạt đậu thần mọc lên cây đậu khổng lồ, cao đến tận 9 tầng mây, dẫn đến lâu đài của người khổng lồ, nơi có những con ngỗng đẻ trứng vàng. Trộm được nó thì có mà ấm no cả đời, không bao giờ phải đi ăn cắp vặt nữa. Boots nghe thấy thế thì cũng bùi tai. Và hơn hết, chú muốn trả lại món nợ cũ. Và chỉ có những phi vụ tầm cỡ như thế này mới đủ sức gánh được. Ngay lập tức lên đường đi tìm Jack và Jill. Cùng lúc đó, trong thị trấn, vợ chồng Jack và Jill đang tìm một chỗ để nghỉ chân. Những kẻ sát nhân khiến cả thị trấn phải khiếp sợ. Không như Jack nào đó, Jack ở đây là bố, không ai có quyền được nói không. Khi nghe nói ở đây không còn phòng trống, bùm, Jill tạo ngay một phòng. Và đó là lúc Boots ra tay. Nhưng không chỉ có mình chú nhắm đến những hạt đậu thần, một con mèo đen nhìn như Batman cũng nhăm nhe chuẩn bị đột nhập vào phòng của Jack và Jill. Không hiểu tiếng mèo à? Tất cả là của ta. Khè. Cái gì? Ngươi muốn bẻ cổ ta? Đang chuẩn bị nhè nanh nhè vuốt thì Jack và Jill phát giác. Và chúng thừa biết lũ mèo nhắm vào cái gì. Jack đâu? Mang cái chổi ra đây. Batman nhân cơ hội lủi mất, để lại mình Boots đối đầu với cặp tội phạm và một cây súng. Parkour nhảy khỏi cửa sổ. Boots ngay lập tức đuổi theo kẻ ném cất hội nghị. Tên kia cũng không vừa, thân thủ vô cùng lợi hại. Làm vài khe đã khiến Boots hít khói. Cuộc giật đuổi đưa Boots tới một quán bar, nơi mèo của cả thị trấn tụ tập. Boots đành chơi theo luật. Tối thứ ba, dance battle. Nhưng chẳng có cuộc chiến nào mà Boots không dám tham gia. Bộ môn nhảy nhót cũng không ngoại lệ. Hai con mèo cùng một dàn hợp sướng. Đây chính xác là cảnh lũ mèo hàng xóm chỗ tôi mùa động dục. Round 1, round 2 rồi round 3. Không đứa nào chịu thua. Batman trong một động tác kiêu ngạo, đá bay bát sữa trên bàn, làm bắn cả vào đôi hia của Boots như giọt sữa tràn ly. Boots rút kiếm, trận chiến thực sự bắt đầu. Từng đường kiếm tung ra dứt khoát. Lâu lắm rồi Boots mới được tìm thấy một đối thủ xứng tầm như này. Xong cái thua luôn. Thắng làm vua, thua chơi bẩn. Boots với cây guitar và tặng một đòn ngay mặt Batman. Tí nữa thì niệm luôn. Quá đau khiến hắn phải tháo mặt nạ ra. Và wow, đây không phải là Batman mà là Batgirl. Còn đây là một thằng mèo vừa đánh phụ nữ. Mèo đen bỏ đi. Boots vội chạy theo giải thích. Hay để kẻ si tình này khao em một ly sữa để bù đắp được không? Boots chạy vào trong tìm cô em kia nhưng không thấy đâu, mà chỉ thấy một gương mặt quen thuộc. Quả trứng mang tới bao ân oán cuộc đời Boots. Humpty Alexander Dumpty, kẻ phản bội, người bạn thân nhất, kẻ thù số 1 của Boots, từ bạn thành thù chỉ trong chớp mắt. Câu chuyện đằng sau là gì? Tí nữa sẽ có flashback. Trở lại với câu chuyện hiện tại, mục đích của Humpty đến đây không phải là để trả thù, mà là để mời Boots hợp tác làm một phi vụ để đời, ăn cắp những hạt đậu thần. Với kỹ năng ba ngón của mèo đen, lưỡi kiếm của Boots cùng sự thông thái của trứng, Humpty chắc chắn bộ ba mèo và trứng sẽ làm nên chuyện. Nhưng không thể tin vào mồm mép của một kẻ phản bội. Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe ăn trộm trình bày, không nghe nghiện trình bày mà bro, giống nhau. Boots liền từ chối thẳng thừng. Một lần bị đâm sau lưng là quá đủ. Batgirl Kitty đánh chơi đòn cuối cùng, mỹ nhân kế, chạy theo thuyết phục Boots. Để mà thay đổi quan điểm của chú là một điều không hề dễ dàng. Humpty có thật sự tệ như lời Boots nói? Nếu cuộc đời bạn chưa đủ tồi tệ, vậy thì hãy để một quả trứng đâm sau lưng như Boots. Giữa hai người đã có chuyện gì? Ngày xưa, có một chú mèo con đói khát bị bỏ rơi ngoài sa mạc, không cha, không mẹ, không chậu cát, cho tới khi được mẹ Imelda nhận nuôi vào một nhà tình thương, nơi nuôi dưỡng những sinh vật bị bỏ rơi như Boots. Đây chính là nơi đầu tiên Boots được gặp Humpty. Những đứa trẻ khác giống loài nhưng đều mồ côi và không có nhiều sự lựa chọn. Tình bạn giữa một con mèo và một quả trứng bắt đầu. Humpty với ước mơ lớn lao là tìm ra những hạt đậu thần, tới nơi ở của người khổng lồ để trộm những quả trứng vàng. Hai đứa quyết định cắt máu ăn thề. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giống loài, nhưng sinh nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, trở thành anh em kết nghĩa, ngày qua ngày trộm mọi loại đậu, với hy vọng đó là những hạt đậu thần trong truyền thuyết. Cả hai tiến xa hơn và bắt đầu trộm một thứ khác, rồi bị công an bắt, trở thành những thằng con chỉ biết ăn rồi báo mẹ Imelda, khiến bà vô cùng thất vọng. Rồi cơ hội đến, vào một hôm khi cả hai đang ngồi chơi ném đá, Humpty không may ném quá tay, làm con bò tót sẩm chuồng. Theo bản năng, Boots lao ra, một thân mèo ngăn chú bò lại, cứu được mẹ của đội trưởng công an phường. Boots bỗng nhiên trở thành anh hùng trước sự ca tụng của toàn bộ thị trấn San Ricardo. Mẹ Imelda tặng cho Boots một đôi hia, tượng trưng cho danh dự và công lý. Con đường Boots đi ngày một sáng lạ, như chính đôi Boots của cậu vậy. Trái lại, Humpty vẫn là một thằng phá hoại, vào tù ra tội hết lần này lần khác.
Humpty rủ thằng bạn thân trở về con đường trộm cướp, nhưng Boots giờ đã là người của chính quyền. Với đầu óc thông minh của một quả trứng, Humpty đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu lập một kế hoạch cướp ngân hàng và lừa Boots tham gia. Mọi chuyện bại lộ, thanh danh chú mèo đi hia gây dựng bấy lâu nay cùng với số tiền cướp được từ ngân hàng San Ricardo đều đổ sông đổ bể. Humpty bị bắt, Boots may mắn trốn thoát, nhưng chú đã đánh mất mọi thứ chỉ sau một đêm. Đó là lý do cho cái đầu trị giá 500 đồng vàng của Boots hiện tại. Trứng xuất hiện cắt ngang câu chuyện và tỏ ra vô cùng hối hận về những gì đã làm. Humpty lấy toàn bộ lòng đỏ trứng của mình ra để thề phi vụ này sẽ trả lại mọi thứ cậu nợ San Ricardo, trả lại danh dự cho Boots. Humpty nói bã cả bọt mép, cuối cùng cũng thuyết phục được thằng bạn cũ tham gia. Boots đồng ý nhưng với tư cách cộng sự chứ không phải bạn bè gì nữa. Bạn bè như cái bẹn bà, hội đậu tái hợp. Chiến dịch phục kích Jack và Jill bắt đầu. Boots cùng Kitty lẻn vào xe chở lợn của hai tên sát nhân. Mục tiêu là cánh tay phải của Jack, ba lớp khóa bảo vệ những hạt đậu thần. Nhưng trước khi chạm vào được ổ khóa, đó là lũ lợn con đang ngủ ngon lành phía sau Jack. Kitty thả treo người cùng dao cậy ổ khóa. Boots nhìn mà bực hết cả mình. Vì làm mèo mà sao không dùng móng mà mở? Giỏi thì xuống đây mà làm. Boots cười khẩy một cái rồi nhảy vào trong xe, dùng bộ vuốt phát một mở xong ba lớp khóa. Bộ móng mềm của Kitty lúc này mới phát huy tác dụng, thành công lấy được những hạt đậu thần. Nhưng đến phút chót thì cả hai bị phát hiện. Boots lỡ chân đạp phải lũ heo con làm chúng thức giấc, đánh động Jack và Jill. Cả hai đối đầu trực diện với những tên sát nhân. Kitty ra tay trước, hạ được Jack. Boots support phía sau, ra hiệu lệnh cho Humpty hành động, đánh xe ngựa giúp hai con mèo tẩu thoát. Kitty lên xe trước, Boots thì bị Jill tóm được. Chú sắp bị ném xuống vực thì Humpty xuất hiện, làm một đường va quệt khiến Jill trao đảo cứu được Boots. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, vừa rồi là màn phô diễn kỹ năng của đội bạn. Đến lượt Jack và Jill. Súng giờ đại bác được mang ra hết, khiến bọn Humpty chỉ còn cách chơi bài né. Nhưng trứng cũng chỉ cần có thế để tới được cây cầu, nơi chú giấu con át chủ bài. Chỉ cần gạt vài cần số, chiếc xe ngựa mọc thêm cánh bay lên không trung, cho Jack và Jill hít khói. Cả ba sau đó tới được khu đất trồng đậu thần. Kitty vô cùng cảm thán tài năng của trứng. Boots cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ với Kitty. Bộ móng xinh đẹp của Kitty đã bị lũ human cắt mất, và cô vẫn luôn mặc cảm vì mèo mà lại chả có vuốt. Nhưng những lời của Boots lại an ủi cô rất nhiều. Đang thủ thỉ thì Humpty cắt ngang. Cả ba đã đi gần tới bước cuối cùng, cậu đã tìm ra tọa độ nơi có thể trồng đậu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vào việc đó. Một trận giông bão ập tới, cây đậu đâm chồi, đâm một phát đến tận 9 tầng mây, mang theo ba con người, hai con mèo, một quả trứng, cùng với ao ước với những quả trứng vàng. Boots và Kitty đang có dấu hiệu kết nhau, và Humpty lúc nào cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn xuất hiện cắt ngang rất đúng lúc. Trở lại với nhiệm vụ chính, sau khi làm một hơi cỏ đậu và lên tận 9 tầng mây, tất cả tìm được lâu đài nơi có người khổng lồ và con ngỗng đẻ trứng vàng trong truyền thuyết. Vậy kế hoạch là gì? Ai sẽ trộm trứng? Ai sẽ đánh nhau với người khổng lồ? Không ai phải đánh nhau với ai cả. Theo lời của trứng thì người khổng lồ đã chết lâu rồi, nhưng cả lũ sẽ phải đối đầu với con quái vật biến mọi thứ thành đá. Nghe vẻ còn tệ hơn, nhưng không sao, đã có Boots ở đây. Trốn chui trốn lủi lại là nghề của anh. Con quái vật thoát ẩn thoát hiện khiến cả ba đứa toát mồ hôi hột, nhưng cuối cùng thì cũng đến được chỗ những quả trứng vàng. Ôi bao la là trứng, quả nào quả nấy đều nặng cả tạ. Nhưng sao mà lại phải ham mớ sản phẩm, khí bạn có thể bế cả nhà máy. Cả ba thống nhất mang chú ngỗng về mặt đất. Con quái vật từ đâu chạy đến? Hai con mèo, một quả trứng và một con ngỗng vắt chân lên cổ mà chạy. Tất cả bị trôi ra ngoài bằng đường ống cống, bắt đầu rơi tự do từ 9 tầng mây. Kitty nhanh trí ngắt một lá đậu thần. Cả bốn dùng cây dù làm từ chiếc lá hạ cánh an toàn trở lại mặt đất. Chiến dịch thành công mỹ mãn, nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Khi vợ chồng Jack và Jill đã phát hiện ra cây đậu thần từ xa, lần theo dấu vết và tìm thấy cả lũ. Khi tất cả đang ăn mừng chiến thắng thì những tên sát nhân lại mò đến. Khi Boots tỉnh dậy thì đã thấy mình bị lột sạch, toàn bộ trứng vàng, ngỗng vàng, cả Kitty và Humpty cũng biến mất. Đang nằm phơi thây trên sa mạc và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Boots bỗng nhìn thấy dấu xe lợn quen thuộc để lại trên cát. Dấu vết dẫn chú tới một nơi quen thuộc, San Ricardo. Ôi bao kỷ niệm ùa về, lệnh truy nã bao năm vẫn còn đây. Boots tìm cách mò vào thị trấn và nghe thấy một giọng nói quen thuộc là Humpty. Ú à, Boots lại chỉ là người đến sao? Trứng và vợ chồng Jack đang mở champagne ăn mừng. Cuối cùng thì người bị lừa chỉ có mình Boots. Đúng là một quả trứng ung, đã không có lòng mà nhân cách còn thối ung. Tất cả bọn chúng từ đầu đã thông đồng với nhau. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo được lập ra trong thời gian trứng ngồi tù. Boots bị tống vào tù bởi chính thằng bạn thân nhất. Nghe nó mới cay làm sao. Biết sớm như này hồi đấy bố mày ốp la mày luôn. Boots bị công an phường bắt đi. Nhưng điều không ngờ là Kitty cũng tham gia kế hoạch này. Vì sao chú lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ? Vì sim chứ sao? Huyền thoại mèo đi hia cuối cùng cũng phải mọt gông trong tù vì gái. Từ mũ, đôi hia đến cả ít cỏ mèo để trong túi cũng bị công an lột sạch. Boots bị tống giam. Và thật tình cờ, ông lão cùng phòng hiện tại của Boots cũng chính là người bạn tù trước đây của Humpty. Những hạt đậu kia thực ra là của ông lão nhưng bị trứng lừa mất. Thật là một quả trứng thối. Nhưng điều còn tệ hơn nữa là âm mưu của hắn không chỉ dừng lại ở những quả trứng vàng. Mục tiêu thực sự là San Ricardo. Hắn muốn trả thù nơi đã cưu mang mình. Việc trộm đi chú ngỗng đẻ trứng vàng là điều cấm kỵ. Con ngỗng mẹ sẽ đi tìm con, thảm họa sẽ đến với San Ricardo. Boots phải đi cảnh báo đến tất cả mọi người mới được. Nhưng ai chịu nghe lời một thằng mèo tù tội đây? Câu trả lời là Kitty. Đến bây giờ cô mới nhận ra có những thứ thu hút cô hơn cả đống vàng kia.
Thứ đó cao tầm 60 phân và thích đi ủng cũ. Cô đột nhập vào nhà giam, cầm chân đám lính canh và giúp Puss thoát ra được. Phía ngoài, kẻ khơi mào mọi chuyện đang chuẩn bị đem theo con ngỗng tẩu thoát. Đúng lúc đó, Puss xuất hiện, chặn Humpty lại. Rồi sao nữa? Định xin lỗi một quả trứng à? Đúng, Puss đã thực sự làm thế. Xin lỗi về mọi chuyện trong quá khứ. Xin lỗi vì đã bỏ rơi Humpty. Và trứng thực sự đã mủi lòng thật. Nhưng quá muộn rồi. Ngỗng mẹ đã bay đến San Ricardo tìm con. Kế hoạch là gì đây? Trừ việc luộc trứng quá 5 phút bị mất lòng đào thì không có gì là quá muộn cả. Trứng sẽ mang chú ngỗng con tới cây cầu. Nhiệm vụ của Boots là phải dụ ngỗng mẹ tới đó. Hội đậu lại tái hợp, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Vì ngỗng mẹ đã bắt đầu tàn phá San Ricardo để tìm con. Một công ba việc, Boots vừa phải bảo vệ người dân, vượt qua sự truy đuổi của đám lính canh, vừa phải dụ ngỗng mẹ. Phía trứng cũng chật vật không kém. Vợ chồng Jack từ đâu xuất hiện, đòi cướp con ngỗng, nhưng chúng ngay lập tức đã bị Kitty chặn họng. Ý tôi là họng súng. Xe ngựa chật bánh, cả hai bị ngỗng mẹ giẫm bẹp. Tất cả tới được cây cầu nhưng mà tiếp đất lại không hề an toàn tí nào. Sức nặng của ngỗng mẹ đã làm cây cầu đổ sập. Một mèo một trứng, định mệnh một lần nữa lặp lại. Chỉ có điều lần này Boots đã không buông tay. Một bên là chú ngỗng, vận mệnh của San Ricardo. Một bên là thằng bạn chí cốt, quá khó để lựa chọn. Thấy thế, trứng liền chọn giúp, tự mình buông tay. Humpty rơi xuống vực thẳm, vỡ tan tành. San Ricardo được cứu. Boots một lần nữa trở thành người hùng, lấy lại được danh dự và lòng tin của tất cả mọi người. Chú mèo đi hia đã trở lại và không phải trốn chui trốn lủi như trước. Boots trở về nhà để chào tạm biệt mọi người và mẹ Imelda, rồi ngay lập tức lên đường tiếp tục cuộc hành trình với Kitty và viết tiếp huyền thoại về chú mèo đi hia, một kẻ ngoài vòng pháp luật. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại. Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, kể về tình bạn diệu kỳ giữa hai con người hoàn toàn đối lập nhau, cả về màu da lẫn địa vị. Đây là Felipe, một triệu phú nhưng không phải là kiểu triệu phú tự thân vận động, vì phần thân của ông không tự vận động được. Sau một vụ tai nạn dù lượn, Felipe bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống. Để rồi từ đó trở về sau, cuộc đời ông hoàn toàn gắn liền với chiếc xe lăn và hàng chục người túc trực bên cạnh để chăm sóc. Còn đây là Driss, một thanh niên gốc Senegal, được chú dì đón qua Pháp từ lúc mới 8 tuổi. Tuy nhiên, do gia đình chú dì quá phức tạp nên Driss đã sớm sa ngã vào con đường Kid 1412. Sau khi ra tù, Driss mưu sinh bằng cách nhận trợ cấp thất nghiệp của chính phủ và ăn bám gia đình. Thế rồi vào một ngày đẹp trời nọ, số phận của hai con người kể trên đã thay đổi khi họ vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả. No homo nhé. Felipe, như đã nói, là một triệu phú, chẳng có gì ngoài tiền. Khi tôi nói chẳng có gì tức là ông chẳng có gì thật, chả có chân chả có tay, vợ thì mất sớm. Có mỗi đứa con gái thì chả bao giờ thấy ở nhà chăm bố, mất tiền thuê một đống người phục vụ mình, nhưng chẳng ai trụ nổi quá một tháng cả. Tuy nhiên vì thu nhập cao, vẫn có rất nhiều người lui tới để ứng tuyển. Nói tôi nghe tại sao anh nghĩ bản thân lại phù hợp với công việc này. Tôi có bằng thạc sĩ tâm lý, tôi là điều dưỡng viên chuyên nghiệp, tôi là người chăm sóc cây cảnh, và người thực vật cũng là một loại kiểu như vậy. Tôi có rất nhiều meme khuyết tật trong điện thoại. Anh được nhận. Ơ khoan, tôi đến đây có phải để ứng tuyển đâu. Thì ra Driss đến đây để xin một sự từ chối. Nếu bị từ chối đủ 3 lần, anh sẽ đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên, ông không thể ký giúp anh ngay bây giờ, nên Felipe đã hẹn Driss 9 giờ sáng hôm sau quay lại. Trên đường về nhà, Driss ghé qua hội những người anh em đầu đường xó chợ để giao du một tí, rồi sau đó mới về nhà, tiếp tục cuộc sống ăn bám của mình. Nơi anh sống là một căn hộ nhỏ, xa hoa hơn khu ổ chuột một tí, nhưng lại quá chật chội với hơn chục nhân khẩu trong gia đình. Áp lực kinh tế vì thế cũng đè nặng lên đôi vai của bà Fatu, chủ của gia đình. Bà Fatu là một người phụ nữ tần tảo, yêu thương con cái. Tuy nhiên đến giờ phút này, bà cũng chẳng thể nào chịu nổi thằng cháu mình được nữa. Driss dù là anh cả trong nhà, nhưng lại chẳng làm được gì để giúp san sẻ gánh nặng. Cạn kiệt niềm tin, dì Fatu đuổi cổ Driss ra khỏi nhà, buộc anh phải tự lập, tìm cách nuôi sống bản thân. Driss chẳng nói gì, đi luôn. Anh vốn dĩ là một người bất cần, chẳng có mục tiêu gì trong cuộc sống cả. Từ ngày này qua ngày khác, giao du với đám bạn đều và lang thang trên những con phố như một lãng tử Paris. Sáng hôm sau, Driss tới dinh thự của Felipe để lấy lại tờ xác nhận từ chối tuyển dụng. Vừa bước vào, Driss đã tia được ngay cô em trợ lý tóc đỏ của Felipe tên là Magali. Cơ mà chuyện đó tính sao? Người phụ nữ áo trắng này cũng là trợ lý của Felipe tên là Yvonne. Yvonne dẫn Driss đi tham quan dinh thự và cho anh thấy những đặc quyền mà chỉ những người làm việc ở đây mới có. Nếu trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Felipe, anh sẽ có cơ hội được sống trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, có bồn tắm riêng trang trí theo phong cách hoàng gia Alabama, đỡ phải lang thang bên ngoài đầu đường xó chợ. Sau khi thao túng Driss bằng sự giàu có của mình, Felipe cho anh hai lựa chọn. Một là cầm giấy tờ kia rồi về nhận tiền trợ cấp. Hai là một tháng thử việc bao ăn bao ở, thu nhập hấp dẫn, có thưởng theo doanh thu, giờ làm việc linh hoạt, từ ngày này qua ngày khác, không giây phút nào rời xa. Nghĩ lại bản thân cũng đang không có chỗ ở, nhân cơ hội này cứ thử một tháng xem sao. Cứ như thế, Driss bắt đầu chuỗi ngày điều dưỡng của mình. Như bao người khác, anh được dạy cách để làm thỏa mãn ông chủ của mình. Nghe có mùi nô lệ thời hiện đại vậy là. Anyway, công việc để mà nói thì cũng nhàn, chỉ cần giúp Felipe mọi thứ là được, từ tắm rửa gội đầu đi vệ sinh thay tất rồi thay quần áo. Nói chung là trở thành một đôi tay theo đúng nghĩa đen luôn. Ban đầu Driss cũng bực lắm. Anh không nghĩ rằng công việc này đã đòi hỏi ở anh nhiều sự kiên nhẫn đến vậy. Thế nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua, Driss bắt đầu quen dần với những thói quen thường ngày của Felipe. Các tác vụ cũng bắt đầu thành thạo hơn, ví dụ như đổ trà nóng vào chân người liệt, đưa điện thoại cho người liệt cầm, hoặc đi tắm đeo tai nghe, mặc cho người liệt kêu cứu. Thông thạo bảy điều dưỡng viên con mẹ rồi chứ còn gì nữa.
móc mỉa thế thôi chứ thực ra Dries cũng được việc ra phết. Với tính khí vô tư hay pha trò của mình, Dries đã thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của Philippe một làn gió mới, vui vẻ và bớt bi thương hơn hẳn. Anh lúc nào cũng thích đùa như thế à? Cuộc đời tôi vốn là một trò đùa mà. Nghe cũng thương đấy. Thế cho xin miếng kẹo đi. Khoanh tay ạ thì anh cho. Dries không chỉ mạnh dạn trêu chọc ông chủ của mình, mà anh còn thẳng thắn phê bình Philippe khi thấy ông có ý định bỏ ra một mớ tiền chỉ để mua một bức tranh trông chả khác cái ga giường ở nhà nghỉ là mấy. Vẽ nhăng vẽ cuội như này, Dries nhắm mắt vẽ được. Spoil, sau này Dries có vẽ một bức thật, tuy không đẹp nhưng vẫn lòe được khối người mua với giá cắt cổ. Đúng là người giàu tiêu tiền khó hiểu phết. Sau đó Philippe có một cuộc gặp riêng với Antonio, một người cộng sự thân thiết. Antonio cảnh báo Philippe rằng hãy đề phòng người giúp việc mới của mình, vì Dries từng có một quá khứ bất hảo, vào tù ra tội, đã ra đen rồi lại có đi ăn cắp vặt. Chắc chỉ có fan MU mới đủ lạc quan để tin cái thằng này. Bố mày là mân đàn đấy có sao không? Philippe mặc kệ những lời cảnh báo của Antonio, ông tin vào trực giác của mình hơn. Trong mắt mọi người, Dries có thể là một thanh niên bất hảo, nhưng trong mắt của Philippe thì Dries đơn giản là một cậu trai mới lớn, cao to, đầy đủ chân tay, tính tình vô tư thoải mái, mà đặc biệt là không hề tỏ ra thương hại chút nào với một người khuyết tật như ông. Philippe thà bị đối xử tệ còn hơn là nhận về sự thương hại của mọi người xung quanh. Và may mắn thay, bên cạnh Dries, Philippe có một người bạn tâm thư cực kỳ thân thiết khác, tên là Eleanor. Philippe và Eleanor đã trao đổi thư từ với nhau được nửa năm nay. Hai người đều không biết mặt mũi đối phương ra sao, gia cảnh nghề nghiệp thế nào. Cơ mà cũng chính vì thế nên Philippe rất trân trọng mối quan hệ này. Tất cả những cảm xúc mà cả hai dành cho nhau đều xuất phát từ đáy lòng, chứ không hề có một chút mục đích vụ lợi nào khác. Tuy cả hai rất muốn được gặp nhau ngoài đời, nhưng vì nhiều lý do cụ thể là tự ti, Philippe vẫn chưa dám hẹn Eleanor ra ngoài để gặp mặt. Người duy nhất ông có thể thoải mái gặp mặt lúc này là Dries. Sau khoảng một tháng làm việc với nhau, cả hai đã gắn kết hơn hẳn. Cho đến giờ phút này thì không còn là mối quan hệ chủ tớ nữa, mà thay vào đó là một tình bạn khăng khít, nơi cả hai có thể thoải mái cùng nhau hút chung một điếu xà cân, rồi kể nhau nghe những câu chuyện thầm kín nhất. Khi đã đủ độ tin tưởng, Philippe cuối cùng cũng cho phép Dries đọc những tâm thư của mình gửi cho Eleanor. Dries nghe xong thấy đôi chim cu này xàm xí vai. Viết thư cho nhau suốt 6 tháng trời dòng dã mà không thèm gặp mặt nhau hay gọi điện gì cả, nhạt vờ lờ. Biết Philippe nghiện nhưng vẫn còn ngại, Dries lập tức nhấc máy lên, chủ động gọi vào số điện thoại của Eleanor để buộc hai người phải nói chuyện trực tiếp với nhau thay vì viết thư. Ban đầu Philippe cũng lắc đầu, chối đầy đầy, không thèm nghe máy. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng của Eleanor, đôi mắt ông như bừng sáng. Kể từ ngày đó, Philippe có một thói quen mới, đó là gọi điện cho Eleanor mỗi ngày. Thế rồi đến một ngày nọ, khi mối quan hệ đã dần tiến triển hơn, Eleanor muốn cả hai trao đổi ảnh cho nhau xem. Dries khuyên ông nên thành thật với Eleanor và gửi cho cô ấy một bức ảnh ông ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, một chút sự tự ti của Philippe đã ngăn ông lại. Để rồi tấm ảnh được gửi đi là hình ảnh của Philippe hồi trẻ trung phong độ, chưa bệnh tật gì. Dries không hề hay biết về chuyện này, vì trong khoảng thời gian đó anh bận cosplay thành Phạm, vẽ bức tranh mà như tôi đã spoil ở trên, là vẽ vớ vẽ vẩn cũng ra được 11.000 đô. Anyway, ngày qua ngày, tình bạn giữa cả hai ngày càng gắn kết hơn. Dries đi đâu cũng kéo Philippe đi cùng, mát xa, hất cùn, phóng nhanh vượt ẩu. Philippe chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế từ lúc bị liệt đến giờ. Tuy nhiên nụ cười của ông chắc cũng không nở được lâu nữa, vì chỉ vài ngày nữa thôi, sinh nhật của Philippe sẽ tới. Họ hàng hang hốc tứ phương sẽ hội tụ đầy đủ để tổ chức cho ông một buổi tiệc bất ngờ. Nếu thế thì phải vui chứ sao lại buồn. Thực ra Philippe đã chán ngấy cái cảnh họ hàng tới thăm chỉ để xem ông có còn sống hay không. Thậm chí một vài người chỉ thăm cho có, chứ chả có nhã hứng gì tới gặp mặt. Buổi tiệc sau đó diễn ra đúng như những gì Philippe nghĩ, nhàm chán và buồn tẻ. Tất cả ngồi im xem hòa nhạc, chẳng ai thèm nói với ai câu gì. Cơ mà Philippe chắc cũng đã quen với cảnh này lắm rồi, nên ông cũng mặc kệ, rồi ngồi yên tận hưởng. Trái ngược với Philippe, Dries đã chán ngấy mấy cái thể loại âm nhạc cổ điển của người giàu rồi. Anh nhanh chóng làm chủ dàn âm thanh, rồi mở thật to bài nhạc ú hòa của Mono. Ngay khi giai điệu ca khúc vang lên, không khí buổi tiệc bỗng chợt thay đổi. Dries hào hứng, nhảy nhót vô cùng nhiệt tình, nguồn năng lượng tích cực tỏa ra khắp không gian và khiến cho các vị khách tẻ nhạt cũng tự dưng muốn nhún nhảy. Trông thấy cảnh tượng này, Philippe giờ mới nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Buổi tiệc kết thúc, Philippe còn đón nhận thêm một món quà sinh nhật nữa, đó là Eleanor vừa viết thư rủ Philippe đi ăn bún đậu rồi đá cốc cà phê, gặp mặt ngoài đời cho nó thêm phần thân thiết. Như mở cờ trong bụng, Philippe lập tức lên đổ và có mặt ở quán cà phê từ sớm. Hôm nay Dries không đi cùng vì muốn cho Philippe cơ hội riêng tư với crush. Thế nhưng nào ngờ rằng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn chẳng có bóng hồng nào xuất hiện trước mắt Philippe cả. Quá chán nản, Philippe lại gọi điện cho Dries để rủ đi chơi cho quên sầu. Và thế là một chuyến đi chơi xa được lên kèo ngay trong đêm. Sau khi di chuyển nhiều tiếng đồng hồ trên chiếc chuyên cơ riêng, cuối cùng cả hai cũng đã có mặt tại địa điểm chơi dù lượn nổi tiếng mà tôi cũng đếch biết tên nó là gì. Đây cũng chính là bộ môn đã khiến Philippe tàn phế suốt đời. Cơ mà không sao, giờ đằng nào cũng tàn phế hết rồi, chơi thì sợ biểu. Trở về từ chuyến đi xa, tâm trạng của Philippe cũng khá hơn nhiều. Tuy nhiên Dries thì không được vui đến thế. Em trai khác cha khác mẹ của anh, Adama, vừa tìm tới căn dinh thự. Nhìn sơ qua, Dries biết ngay thằng danh con này vừa gây chuyện.
nên giờ phải đi trốn, không giang hồ chém nó cụt tay. Mặc dù cũng chẳng muốn cứu giúp lắm, nhưng mang trên mình trách nhiệm của một người anh cả trong gia đình, Dries cũng chẳng thể làm ngơ. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của người bạn chí cốt, Philippe hiểu ra rằng ông không thể bắt Dries đẩy xe cho mình cả đời được. Anh cũng có gia đình, có những trách nhiệm cần phải gánh vác. Nói gì thì nói, Dries cũng không thể để người gì đáng thương của mình gánh vác hết một cái nhà trẻ như thế được. Và thế là Dries được giải phóng hợp đồng, tự do tìm một công việc mới phù hợp hơn, thay vì kè kè bên cạnh Philippe mỗi ngày. Ngày Dries dọn đồ ra đi, rất nhiều người đã đến đưa tiễn, đặc biệt trong đó có Magali, crush của anh suốt quãng thời gian vừa qua. Anh đang định bày tỏ tình cảm một tí thì ôi rồi ôi, Magali dẫn người yêu vào phòng. Hóa ra quê ở làng gốm Bát Tràng, tí thì đẩy láo. Dries ra về trong sự tôn trọng của tất cả mọi người trong nhà. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã khiến cho những người khác thay đổi cái nhìn về mình. Sau khi lo liệu xong xuôi ân oán giang hồ cho thằng em trời đánh, Dries nhanh chóng đi tìm một công việc part time để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình. Trở lại với Philippe, sau sự ra đi của Dries, ông lại tiếp tục hành trình tuyển người của mình. Thế nhưng dù có tuyển bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn cứ là chẳng có ai có thể khiến Philippe hài lòng. Dần dà ông trở nên cục cằn, khó tính, bực mình đến nỗi râu mọc xồm xoàm vờ cờ. Trông thấy ông chủ của mình ngày càng tiều tụy, Yvonne đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Dries. Tuy lâu rồi mới gặp lại nhau, thế nhưng tình cảm huynh đệ giữa hai người vẫn vô cùng khăng khít. Cơ mà lần này Dries trở lại không phải để tiếp tục điều dưỡng riêng cho Philippe, thay vào đó anh trải chuốt, tỉa tót gọn gàng cho ông, rồi âm thầm sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ với Eleanor, người bạn tâm thư chưa bao giờ gặp của Philippe. Cuộc hẹn quá bất ngờ khiến ông có chút bực dọc. Tuy nhiên ngay cái khoảnh khắc ông nhìn thấy Eleanor, Philippe đã nở một nụ cười tươi rói rói, trông hạnh phúc thôi rồi luôn. Hết phim. Không biết liệu kết cục của Philippe trong phim sẽ như thế nào, nhưng ngoài đời Philippe đã cưới Eleanor và cả hai đã có chung với nhau hai người con gái. Dries cũng nhanh chóng lập gia đình không lâu sau đó và có ba đứa con. Cho tới hiện tại, cả hai vẫn giữ liên lạc và duy trì một tình bạn cực kỳ gắn kết và hòa thuận. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim The Intouchables, tạm dịch là Những Kẻ Bên Lề. Nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên ấn like. Đã bao giờ bạn tự hỏi sao đời mình đen thế? Sao cuộc sống không giống như cuộc đời? Tại sao ông rời lại vùi dập bạn trong khi những người xung quanh vẫn có thể sống rất tốt? Bộ phim sau đây sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc đó. Chắc là thế, tôi có phải bố bạn đâu mà biết. Hôm nay chúng ta hãy cùng đi gặp Bruce Nolan. Bruce là phóng viên hiện trường của chương trình thời sự kênh 7. Ngày nào cũng bị đài bắt đi dẫn mấy cái tin vớ vẩn, chủ yếu là để tấu hài. Anh than phiền điều đó với Grace, bạn gái của anh, rằng nếu cứ bị bắt đi dẫn mấy cái trò đời thẳng niêu, anh sẽ chẳng bao giờ được lên làm MC thời sự. Grace động viên Bruce, nhưng mà anh vẫn cứ lẩm bẩm mãi với cái thằng Ivan làm cùng, rằng nó sẽ thăng chức trước anh, làm Grace tụt hứng. Sáng hôm sau, chó thì đái vào sofa, Bruce đưa Grace đi làm thì tắc đường đến muộn. Đến nơi thì cái tin mà anh phải khổ sở để quay cuối cùng lại bị loại. Con cái của thằng Ivan thì lên sóng, hết tuần này ông MC thời sự già sẽ về hưu. Nên Bruce muốn đạt đủ KPI để vị trí đó thuộc về anh, chứ không phải là cái thằng Ivan kia. Anh tâm sự với tổng biên tập rằng anh sắp 40 rồi, ông có thương thì hãy cho anh một cơ hội. Ông tổng biên già bảo Bruce giờ đài cần người đưa tin trực tiếp ở thác Niagara. Bruce vui lắm, vì được đưa tin trực tiếp thì rất dễ thăng tiến lên làm MC. Anh gọi điện báo với Grace, rồi hăng hái vào vị trí, đưa tin chuyến đi kỷ niệm của con tàu du lịch sang xịn mịn. Kể cả khi nhà đài bắt anh đội cái mũ ô dở hơi, gần như chẳng có gì có thể đánh gục tinh thần của Bruce. Trừ việc sự thật là anh vừa ra đến đây thì, ở nhà đài, thằng Ivan được thăng chức lên làm MC. Ơ thế hóa ra anh phải làm việc của nó à? Còn cái thằng Ivan thì lại được lên cái ghế mà anh mơ ước à? Bruce phát điên, nói nhăng nói cuội buộc nhà đài phải cắt sóng. Về đến nơi anh bị đuổi việc, Bruce vẫn cú lắm, nhưng giờ chỉ còn biết lấy xe về nhà. Trên đường ra xe, anh bắt gặp mấy thằng du côn đang bắt nạt một người ăn mày. Bruce định ra can, nhưng bị đánh cho thấy ông bà. Về đến nơi anh lại than thở với Grace, lạy chúa trên cao, nhưng ông làm đời anh lao đao. Cuộc nói chuyện vô ý biến thành cuộc cãi vã, làm Grace tổn thương. Anh lái xe đi giải khuây, nhưng loạng choạng thế nào lại đâm vào cột điện. Bruce chỉ tay chửi trời, hận đời vô đối, bảo rằng nếu có ghét anh thì chúa hãy gửi cho anh một câu để con biết đường. Rằng anh mà ngồi ghế chúa nhá, thì mọi vấn đề có mà xong trong 5 phút. Đúng lúc ấy thì có một số lạ nhắn đến, nhưng Bruce không nghe. Sáng hôm sau cũng vẫn là số ấy gọi, chó thì vẫn đái vào sofa. Bruce ném cái máy nhắn tin của anh ra khỏi cửa, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục kêu dù đã vỡ nát bét. Chán nản, anh gọi điện cho số máy kia, thì đầu dây bên đó nói đúng nỗi lòng của anh và bảo anh đến địa chỉ mới thử việc. Vừa đến nơi thì Bruce lại dẫm vào vũng nước. Anh leo lên nhà và chỉ gặp một ông lao công già. Leo lên thêm nữa thì vẫn là cùng ông già đó nhưng sửa điện. Bruce định rời đi, nhưng ông già cởi áo công nhân, lộ ra bộ vest trắng toát chuẩn màu chủ tịch. Và ông chính là người gọi anh đến đây. Đây là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình ông à? Thế thì sự xuất hiện của Bruce đóng vai trò gì? Làm chẵn số nhân viên của ông già chăng? Tất nhiên là không. Ông gọi Bruce đến đây vì anh lúc nào cũng kêu ca, và rõ là dạo này anh chửi ông hơi nhiều. Ông là ai? Là chúa chứ còn ai vào đây nữa. Bruce đếch tin. Nhưng sau khi ông già flex cho anh xem tí bí thuật thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Chúa nghe anh mõm nhiều rồi mà chưa thấy anh làm, nên quyết định sẽ cho anh sức mạnh, xem anh có thực sự làm được điều mà anh đã gáy không. Không thì đừng có kêu. Bruce cười trừ,
rồi chạy khỏi tòa nhà, tự trấn an rằng mình vừa gặp ảo giác mà thôi. Nhưng thế bất nào, cái gì anh nói cũng trở thành sự thật, y như một ông chúa con vậy. Chúa gặp lại anh, trao đổi tình hình công việc, ông cho anh sức mạnh để anh tạm thời quản lý khu anh sống, để ông cụ còn đi du lịch, anh thích làm gì cũng được, nhưng không được tiết lộ việc anh là chúa và càng không được tẩy não ai. Ông cụ nói xong rời đi, Bruce ở lại. Thế là chúa mới đã đến, nhưng những điều đầu tiên mà ông chúa con này làm toàn là mấy trò con bò. Anh đến trả thù mấy thằng du côn hôm trước đánh anh, về giảng hòa với Grace. Sáng hôm sau, Bruce dùng sức mạnh siêu nhiên của mình dạy chó đi đái đúng chỗ, rồi hăng hái lên con xe VIP Pro do anh tự biến ra, đi đến chỗ làm. Ừ thì Bruce bị đuổi việc rồi, nhưng mà bây giờ thì khác, anh là chúa. Bruce tạo ra hiện trường ly kỳ rằng một con chó đã tìm ra xác của một người đàn ông, chôn nông chèn chẹt ngoài trụ sở cảnh sát. Mà đéo ai biết, anh nộp bản tin cho nhà đài và lấy lại được công việc cũ. Cứ như thế, Bruce lạm dụng sức mạnh của mình để có được những tin tức lúc đầu trông thì bình thường, nhưng diễn biến thì ôi giời ơi. Như team phóng viên kênh đối địch cũng đến sở cảnh sát đó cười nói lấy tin, nhưng dở người thế nào lại đi bằng xe nhìn là biết chuyên cần. Hay một cuộc thi siêu đầu bếp, nhưng thứ duy nhất siêu to khổng lồ ở đây là một quả thiên thạch rơi ngay giữa bãi đất. Thế là Bruce trở thành hiện tượng. Nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ, anh muốn lấy lại cơ hội làm MC từ thằng Ivan. Thế là ngay khi thời sự trực tiếp lên sóng, Bruce sử dụng máy nhắc chữ cho Ivan vừa đọc tin vừa khen huyền sử vua đinh. Tất nhiên là chỉ đạo sản xuất không thích thế, vì ông vừa phí 60k tiền vé cho cháu đi xem cái thứ của nợ đấy tuần trước. Ivan bị đuổi việc, còn Bruce thì chễm chệ ngồi vào chiếc ghế MC thời sự mà anh hằng mong ước. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì anh kỳ vọng, trừ việc trong đầu anh bắt đầu có những giọng nói xì xầm. Đời mà, sức mạnh càng lớn thì tiền điện càng nhiều thôi. Bruce có bí thuật của chúa thì anh cũng phải làm việc mà chúa làm, nghe lời cầu nguyện để ban phước cho con dân. Tất cả những giọng nói phát ra trong đầu anh đều là những lời mà người ta cầu nguyện, mà đấy mới chỉ là thành phố của anh thôi đấy nhá. Đấy, giờ múa đi. Sao lại không múa? Những lời cầu nguyện tiếp tục chồng chất, làm đầu Bruce như phát điên. Nhưng mà anh là người của thế kỷ 21, từng là sinh viên cơ khí bách khoa, nên Bruce giải quyết vấn đề một cách rất IT. Anh tổng hợp hết lời cầu nguyện vào máy tính để đọc xem có nên ban cho chúng thành sự thật không. Bao nhiêu năm không cầu được ước thấy, chớ kể là bố ai mà đọc hết được cả triệu điều người ta cầu nguyện mỗi ngày. Nên Bruce đặt máy sang chế độ trả lời tự động, anh đáp ứng hết, chắc là ổn rồi đấy. Bruce yên tâm đến dự bữa tiệc mừng anh lên trước MC, định gọi Grace đến chung vui, nhưng bị con trà xanh ở chỗ làm tiếp cận rồi lao vào hôn ngay trước mặt cô. Grace tức giận bỏ về nhà chị gái. Bruce cố dùng sức mạnh của mình để giảng hòa, nhưng như chúa đã nói, anh không được và cũng không thể tẩy não hay can thiệp vào ý chí tự do của bất cứ ai. Cơ mà tạm gác chuyện về Grace lại, vì những lời cầu nguyện mà Bruce đáp ứng đã làm cả thành phố đại loạn. Quả thiên thạch mà Bruce làm rơi lúc trước đã làm cho mấy đứa cuồng tín tin rằng tận thế đến nơi rồi. Chưa kể trong những lời cầu nguyện mà Bruce tự động đáp ứng, phải có cả nửa thành phố đòi trúng số. Nhưng khi mà ai cũng trúng số thì rõ ràng chẳng khác nào là không ai trúng số cả. Thiên hạ đảo điên. Bruce tuyệt vọng về gặp chúa xin lời khuyên, nhưng mà chúa bảo tự bày tự dọn. Ông giải thích cho anh rằng phép màu không đến từ quyền năng của ông, mà đến từ sự nỗ lực của mỗi con người, tự phấn đấu để làm cuộc sống của mình tốt hơn. Bruce tỉnh ngộ, anh tự giúp một người đàn ông hỏng xe bằng sức của bản thân, về nhà tắt chiếc máy tính vẫn đang đáp ứng lời cầu nguyện vô tội vạ, rồi đến chỗ làm, nhường lại công việc MC cho Ivan để tiếp tục đi làm phóng viên hiện trường. Anh dạy chó đi tè mà không cần bí thuật. Chị gái Grace đến gặp Bruce, tất nhiên chỉ là để lấy đồ của cô về mà thôi. Trước khi đi, chị Grace nói với anh rằng đêm nào cô cũng cầu nguyện, và phần lớn những lời ấy cô đều cầu xin thượng đế cho Bruce. Bruce mở lại máy tính lên, tìm Grace thì đúng là thế thật. Phần lớn những gì cô cầu nguyện đều là mong ước những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với anh. Đúng lúc ấy thì có một lời cầu nguyện mới của cô được gửi đến. Bruce đến nơi thì nghe thấy Grace đang cầu chúa giúp cô hết thương cạn nhớ, vì dù cô đã rời xa anh, rõ là vì Bruce đó giờ đối xử với cô thật tệ, nhưng Grace vẫn không thể nào quên Bruce. Lời cầu nguyện ấy chọt phẩm phập vào tim Bruce. Bruce đi một mình trong mưa để không ai biết anh khóc. Bruce quỳ xuống xin trả lại sức mạnh, vì toàn năng để làm gì nếu không được ở bên người anh yêu. Anh đã hiểu được thế giới không phải cứ muốn là được, mọi thứ đều phải vận hành theo đúng quỹ đạo của nó. Anh đầu hàng. Nhưng mà chuyện là Bruce quỳ ngay đường cao tốc, và rõ là không ai kịp né thằng điên ngồi giữa đường trong mưa. Bruce tỉnh dậy ở một thế giới khác, làm anh hùng đánh bại ma vương. Go good. Anh đến chỗ chúa. Chúa hỏi anh giờ đã biết mình muốn gì chưa. Con muốn thế giới hòa bình. Trả lời tốt lắm đấy hoa hậu Hoàn Vũ. Cơ mà lạc đề mất rồi. Bruce thổ lộ với chúa rằng anh muốn Grace tìm được người tình như anh đã yêu cô, muốn người anh yêu được hạnh phúc. Thế là chúa đá anh về trần. Bruce tỉnh lại trong bệnh viện thương tích đầy mình. Bên giường bệnh của anh có Grace đang chờ đợi. Cô xà vào lòng anh. Nhìn Bruce sống dở chết dở thế này thì làm sao mà cô còn có thể giận anh được nữa. Grace vẫn còn yêu Bruce nhiều lắm. Một thời gian sau, Bruce về lại với công việc cũ, làm phóng viên hiện trường, góp phần làm nên những tin tức vừa hài vừa chuẩn. Bruce cuối cùng cũng đã tìm được sự cân bằng, tự biết cách làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn, biết đối xử tử tế hơn với Grace, tạo ra niềm vui mà anh hằng mong đợi. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm rằng mình sẽ sống sót sau hơn 1.500 ngày cô độc trên đảo hoang? Không điện đóm, không nước sạch, không dụng cụ cần thiết, càng không có cái nhà hoang nào để lút đồ chạy bo. Nghe thì có vẻ bất khả thi đấy. Ấy thế nhưng mà tôi lại làm được, và thậm chí là trở về an toàn sau nhiều năm lưu lạc.
Xin chào các bạn, tôi là Chuck Nolan. Nhưng các bạn có thể gọi tôi là Robinson cũng được. Từ một nhân viên giao hàng cẩn mẫn, tôi đã làm thế nào để trở thành Bear Grylls chỉ sau 4 năm? Bạn có tò mò về những gì đã xảy ra không? Nếu không thì tôi vẫn kể thôi. Vì đã mấy năm nay rồi tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không ra lấy ngay bát cơm vào đây mà ăn đi. Vì trong vòng 8 phút sắp tới bạn sẽ chẳng thấy miếng đồ ăn nào cho câu chuyện của tôi đâu. Trước khi đến với phần sinh tồn trên đảo hoang, để tôi kể cho bạn nghe về những tháng ngày đẹp đẽ trước khi thảm họa xảy ra. Khi ấy tôi là giám đốc điều hành của FedEx, một công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới, nhưng vẫn thua Shopee. Công việc của tôi có thể nói là khá khó khăn với những người chịu áp lực kém, vì đặc thù của nghề shipper là luôn phải đúng hẹn và cực kỳ cẩn thận. Bên cạnh đó, để đáp ứng được công việc giao hàng trên toàn thế giới, ngoài tính tỉ mỉ, tập trung, bạn còn phải trên mây trên gió nữa. Ngày nào tuần nào tôi cũng đi mây về gió cả, nhưng mà là trên một chiếc máy bay riêng của hãng. Chính vì lịch trình liên tục phải di chuyển như vậy nên hiếm khi tôi có thời gian để gặp người mình yêu. Cô ấy tên là Kelly. Không phải Kelly hút bóng đâu. Kelly của tôi đáng yêu lắm. Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng cũng được mấy năm nay rồi. Thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi là tôi làm được 69 cái video YouTube như anh Duy Thẩm rồi. Ấy thế nhưng mà với công việc hiện tại, một buổi đi date với Kelly thôi đã là xa xỉ lắm rồi, huống chi nói tới chuyện kết hôn. Cơ mà các cụ cũng bảo rồi, con gái cũng có lứa có thì. Kelly làm thì hiện tại của tôi cũng lâu rồi, giờ chuyển sang làm thì tương lai tiếp diễn là hợp lý luôn. Thế nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Dịp Giáng sinh năm ấy, tôi đang định cầu hôn Kelly thì đột nhiên tôi có việc cần phải đi công tác gấp. Chuyến này đi còn xa hơn chuyến trước, nhanh thì cũng phải 1-2 tuần mới về. Biết mình chẳng thể đón giao thừa với em nữa nên trước khi lên máy bay tôi đã tặng Kelly một chiếc nhẫn, nhưng bí mật không cho cô ấy biết. Và hẹn đúng giao thừa mới được mở ra. Em cũng vui vẻ tặng tôi một chiếc đồng hồ, trên đó có hình của chính em. Ôi đáng yêu ghê. Nghĩ lại tôi ước gì mình đã cầu hôn em ngay giây phút đấy. Vì chỉ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ thôi, một thảm họa kinh hoàng đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Ngày hôm ấy, chuyến bay rất êm ái như thường lệ. Tôi ngủ rất ngon, có khi ngủ còn ngon hơn ở nhà. Tuy nhiên, khi máy bay đang ở giữa biển Thái Bình Dương thì đột nhiên mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Phi công không thể liên lạc với trạm liên lạc ở dưới mặt đất, nên chiếc máy bay đã vô tình bay theo một quỹ đạo khác, khác với dự định ban đầu. Tôi nghe thì cũng không hiểu lắm nhưng cũng chẳng lo lắng mấy, vì mấy chuyện như này cũng thường xảy ra. Vài ba phút nữa lại kết nối được bây giờ ấy mà. Thế rồi đúng vào lúc tôi lạc quan nhất thì bùm, cánh cửa máy bay mở tung một cách đột ngột, khiến tôi xém chút nữa thì bị hút ra ngoài. May là có anh giai trong phi hành đoàn cứu. Tuy nhiên chiếc máy bay to thế này thì chẳng ai cứu được cả. Cứ thế nó đâm thẳng xuống biển, nước nhanh chóng tràn vào và lấp kín tất cả không gian bên trong. May thay tôi vớ được một chiếc thuyền cứu hộ và dùng nó để thoát khỏi máy bay, nổi lên mặt nước. Chằm chành trên chiếc thuyền cứu hộ, tôi bị những cơn bão biển bạo dâm đến mức mất cả ý thức. Tôi chẳng nhớ mình đã cưỡi bao nhiêu đợt sóng, uống bao nhiêu nước biển. Chỉ biết rằng gần tới sáng thì tôi tới được một hòn đảo hoang vắng, rồi bất tỉnh nhân sự đến quá cả giờ trưa mới tỉnh. Tỉnh dậy, tôi lục túi quần xem máy liên lạc còn dùng được hay không, nhưng có vẻ nó dính nhiều nước quá nên là hỏng mất tiêu luôn. May là cái đồng hồ có hình Kelly vẫn ổn, chỉ là không xem được giờ nữa thôi. Với kinh nghiệm chơi game vớt rác trên biển cùng với mấy anh em người chơi điện tử, tôi biết mình cần phải đi vòng quanh bờ biển để xem có gì dùng được không. Thật may, các gói hàng mà tôi vận chuyển cũng dạt vào đây, chắc hẳn sẽ có một công dụng nào đó giúp tôi sống sót. Ok, giờ tôi phải đi check xem xung quanh có sự sống hay không, thổ dân cũng được. Thế nhưng đáp lại những tiếng gọi vô vọng của tôi chỉ là những tiếng sóng biển vỗ rì rào và đều đặn. Không vội bi quan, tôi tiếp tục ra bờ biển, viết lên cồn cát một chữ help to tổ bố, mong là mấy chiếc máy bay đi qua đây sẽ hiểu tiếng Anh. Ấy thế nhưng mà đến sáng hôm sau tôi mới thấy mình ngu, vẽ lên cát làm gì xong sóng đánh cho bay mẹ hết. Thế là tôi chuyển qua xếp hình bằng gỗ cho nó bó cẩn. Trong lúc chờ đợi một chiếc máy bay nào đó đi qua thì tôi lại tiếp tục dạo quanh bờ biển để vớt nốt những kiện hàng trôi giạt. Thực ra tôi cũng chẳng định unbox cái đống này đâu, vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi khui đồ của khách nếu chưa xin phép. Tôi định sẽ gom lại đây rồi để khi nào được cứu thì sẽ mang ra ship trả người ta. Vấn đề bây giờ là tôi phải tìm được nước uống cái đã. Cũng may đây là vùng biển Thái Bình Dương, trên những hòn đảo thế này có rất nhiều dừa, tha hồ cho tôi uống. Mỗi tội tôi chẳng biết phải làm thế nào để bổ nó ra. Ném nó vào tường cũng không được, đập nó vào đá cũng không xong, thậm chí viên đá đập vào quả dừa còn vỡ vụn. Dù khó khăn là thế nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc, vận hết sức mình đập quả dừa thật mạnh vào hòn đá. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi cũng đã giải tỏa được cơn khát. Công nhận nước dừa ngon thật. Kể ra mà có cái gì ăn kèm thì hết sảy anh Cường Bảy. Thế là tôi lại vội đi tìm thức ăn. Đá mát một hồi thì tôi nhận ra cái hòn đảo này bé vờ lờ, chả có con vật nào thì phải, toàn vách đá thôi. Ở hang này chẳng có lẽ, à không, chắc không còn fan MU trong này nữa đâu. Thay vì tìm thấy fan MU, tôi lại tìm thấy một cái xác nổi lềnh phềnh ở gần bờ biển, trông quen lắm. Tôi vội chạy đến để kiểm chứng và tá hỏa nhận ra đó chính là Albert Miller, người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Nhìn qua tình hình cái xác thì có vẻ như đã bắt đầu phân hủy. Tôi chỉ lấy tạm vài thứ đồ trên người còn dùng được, rồi sau đó chôn cất Miller một cách cẩn thận.
khắc tên lên bia đá nữa. Phải thú thực là việc nhìn thấy xác của đồng nghiệp cũng khiến tôi bi quan phết. Đêm hôm ấy, tôi đã phải ngắm ảnh của Kelly rất lâu để lấy lại tinh thần và cố gắng sống tiếp. Chắc chắn em cũng đang rất nhớ và cố gắng hết sức để tìm tôi. Những ngày sau đó cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt. Dừa trên đảo thì dần cạn, tôi đành phải chui vào rừng để tìm nước đọng trên lá cây để uống. Những lúc như này tôi lại tự hỏi, làm thế nào để tụi ba sọc có thể sống từng ấy năm mà không có nước nhỉ? Tạm gác lại những câu hỏi ngổn ngang kia, đêm hôm đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Một con thuyền bất chợt đi ngang qua, nhưng khoảng cách lại quá xa, mà chiếc đèn pin thì quá bé, chiếc tàu cứ thế rời xa, bỏ mặc tôi trong tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng đến cùng cực. Sáng hôm sau tôi đem chiếc thuyền cứu hộ ra, rồi lao ra biển với hy vọng vượt qua những ngọn sóng kia để tiếp cận tàu thuyền qua lại. Tuy nhiên, trèo ngược sóng là một cái gì đấy khó khăn và tốn sức vờ lờ. Trong giây phút tôi đã ước gì những con sóng kia biến thành đề thi văn đại học, để nó có thể cuốn tôi ra xa bờ. Biết đâu tôi có thể gặp được các sĩ tử ở ngoài kia thì sao? Lại một đêm nữa tôi ở trên đảo. Sau khi thấy tôi cố rời đi, ông trời có vẻ như không hài lòng và trừng phạt tôi bằng một cơn bão nhiệt đới mạnh chưa từng thấy. Nếu không có cái hang của mấy anh em đáy xã hội thì chắc đêm đó tôi tiêu con mẹ rồi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy một cách uể oải, đầu óc tôi thực sự bế tắc. Đến nước này rồi thì chắc phải khui hộp thôi. Đạo đức chó ở tầm này đó. Mở hộp đầu tiên, tôi thấy một đống băng cassette của trung tâm băng đĩa lậu hải ngoại. Nè, vô dụng. Hộp tiếp theo là một lá đơn ly dị của tòa án thì phải. Nội dung thì cũng chẳng có gì lắm, nhưng nếu bạn nhìn lên phía trên của tờ đơn thì sẽ thấy dòng chữ ghi Attorney at Law. PR phim trước hẳn 20 năm luôn mà. Hộp thứ ba là một quả bóng chuyền. Hộp thứ tư là một đôi giày trượt tuyết. Hộp thứ năm, một bộ váy dạ hội. Toàn mấy thứ vô dụng không. Còn một chiếc hộp cuối cùng, tôi quyết định là dí bìu vào mở nữa. Dỗi vờ lờ. Anyway, sau đó tôi dùng tất cả những gì mình có để dựng một cái lều tạm. Đôi giày trượt tuyết có phần đế khá sắc, thích hợp để bổ dừa. Còn cái đầm dạ hội thì đem đi làm lưới vớt cá. Tầm này cá bé tự ngăn, một con cua bé tí tự ngăn. Vì theo kinh nghiệm xem Bear Grylls của tôi, thì bất kể con nào đang chạy, chúng đều là nguồn protein dồi dào, giúp bạn sống sót khi sinh tồn. Cơ mà tôi cũng không thể ăn đồ sống mãi được, tôi cần có lửa. Mà lửa ở đây rõ ràng là không miễn phí. Bình thường thấy trên TV họ làm dễ lắm, thế đếch nào lúc tôi làm thì khó vờ lờ. Trải qua mấy ngày đêm hì hục, mãi tôi mới có thể nhóm lên một ngọn lửa đầu tiên. Và đúng như một câu rap của Đen Vâu, rồi loài người tìm thấy lửa, anh lại tìm thấy em. Ngay khi tôi tìm ra lửa, tôi đã tìm thấy em. Nhưng em ở đây là một em bóng chuyển múp rụp căng tròn trắng trẻ. Tôi quyết định vẽ cho em một khuôn mặt bằng chính máu từ bàn tay của mình. Tô vẽ tí cho nó có cái mặt, rồi đặt tên là Bo cho nó đáng yêu. Kể từ đó, tôi có thêm một người bạn để chút bầu tâm sự. Hơi tự kỷ tí nhưng thực sự, Bo đã giúp tôi lạc quan hơn rất nhiều. Trong những năm tháng tối tăm ấy, 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, tôi từ một người văn minh nay đã hoàn toàn trở thành người tối cổ, râu ria mọc xồm xoàm. Ngày qua ngày trú ngụ trong cái hang, người gầy đi trông thấy, Bo vẫn còn ở bên tôi, nhưng em đã già hơn xưa nhiều lắm. 4 năm qua thực sự tôi cũng chẳng có thêm update gì mới lắm, vì tài nguyên trên đảo thì cũng chỉ có vậy. Thỉnh thoảng có thêm vài thứ đồ linh tinh giặt vào bờ, ví dụ như hai cái cánh cửa này chẳng hạn. Mà khoan, tôi chợt nảy ra một ý. Với những thứ mình đang có, tôi hoàn toàn có thể tạo ra một cái bè. Với hai miếng nhựa này làm buồm điều hướng, nếu tính đúng hướng gió, tôi hoàn toàn có thể lái được chiếc bè này ra xa bờ. Nghĩ là làm, tôi lập tức thu thập gỗ để làm ván thuyền, vỏ cây tươi để làm dây thừng, cố định các ván với nhau. Cơ mà hơi thiếu dây, giờ phải tìm đâu nhỉ? À đúng rồi, tôi chợt nhớ ra cách đây một năm tôi đã từng có ý định tự treo mình trên vách đá, nhưng may mắn bản tính tôi là một thằng sợ chết, nên viễn cảnh đó đã không xảy ra. Ok, chiếc thuyền đã xong, trông cũng chắc chắn phết, điều kiện cần có rồi. Giờ điều kiện đủ là gió phải hướng ra ngoài biển khơi. Đúng như tôi dự đoán, sau vài tuần chờ đợi, cuối cùng cũng đã tới mùa gió đổi chiều. Đã đến lúc nói tạm biệt nơi này rồi Linh Ly ơi. Và thế là thuyền tôi ra khơi, dù chân mây không hề ửng hồng, vẫn là những con sóng bạc đầu ấy. Một lần nữa tôi phải đối đầu với nó, nhưng lần này tôi đã khác. Với tinh thần của bà Triệu, tôi dốc toàn bộ sức lực, căng buồm lên để cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ và sẵn sàng chém bất kỳ con cá kình nào ở biển Đông nếu chúng nó có ý định ngăn tôi lại. Và rồi sau rất nhiều cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã vượt qua được những cơn sóng ven bờ và ra khơi thành công. Nhìn lại hòn đảo nơi mình từng gắn bó suốt 4 năm, lòng tôi chợt bồi hồi thấy lạ. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Anyway, dù gì tôi cũng phải tìm cách sống tiếp đã. Ngày qua ngày, tôi cùng Bo lênh đênh trên biển như Pai cùng với con hổ của anh ta. Đói thì chọc cá để ăn vừa mong rằng một con thuyền nào đó sẽ đi qua và cứu lấy cái mạng già này của tôi. Thế nhưng rồi một đêm nọ, cơn bão biển định mệnh đã lại một lần nữa bạo dâm con thuyền, khiến cả tôi và Bo đều lăn quay ra bất tỉnh. Để rồi, khi cơn bão qua đi, tôi tỉnh dậy và chợt nhận ra Bo đã bị đánh bật ra khỏi con thuyền từ lúc nào. Dù tôi đã cố gắng bơi ra để cứu, nhưng sức người có hạn, tôi đành bất lực, chẳng thể nào cứu em về được nữa. Mất đi người bạn đồng hành suốt 4 năm trời, lòng dạ tôi như vỡ tan thành từng mảnh.
nghị lực sinh tồn cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Cứ thế, tôi để cho con thuyền tự trôi theo chiều gió, đi đâu thì đi, chẳng lưu luyến gì nữa rồi. Thế nhưng vào đúng cái khoảnh khắc tôi buông xuôi nhất, một con thuyền cuối cùng cũng đã xuất hiện. Và tôi chính thức được cứu sống, kết thúc một hành trình gian khổ kéo dài hơn 4 năm trời ròng rã. Trở về với nhịp sống thông thường có rất nhiều thứ lạ lẫm thay đổi. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn có một thứ sẽ không bao giờ đổi thay, đó là tình yêu của tôi dành cho Kelly. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì chắc hẳn là một câu chuyện rất hay và trọn vẹn. Nhưng không, tôi không hề ngờ được rằng trong 4 năm tôi mất tích, em đã cưới một người đàn ông khác, đau buồn, hụt hẫng và bất lực. Chính xác là những gì miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, lặng nhìn chiếc đồng hồ em từng trao cho tôi. Đêm hôm ấy, tôi lấy hết can đảm và lao sang nhà em. Ngay khi tôi vừa gõ cửa thì Kelly đã đứng ngay ở đó, em dắt tôi vào nhà. Ồ, em không những đã có chồng mà em còn có cả những đứa con nữa. Nếu vậy thì tôi thực sự hết cơ hội mất rồi. Buồn rầu, tôi trả chiếc đồng hồ lại cho em. Chồng em có vẻ bất ngờ khi tôi vẫn giữ kỷ vật tình yêu của hai đứa sau từng ấy năm. Và càng bất ngờ hơn nữa khi tôi biết rằng em cũng chưa từng vứt bỏ chiếc xe kỷ niệm của hai đứa, mà chỉ âm thầm cất trong hầm suốt một thời gian qua. Tuy nhiên kỷ niệm xưa cũng chỉ là những thước phim dư thừa. Tôi và em có tua đi tua lại thì mọi chuyện cũng chẳng thể trở lại như trước nữa. Nhìn em lần cuối, rồi tôi lái chiếc xe ra khỏi gara. Tuy nhiên ngay khi tôi vừa mới rời đi, em đã không thể kìm lòng chạy ngay đến chỗ tôi. Nghe thấy tiếng gọi thảm thiết, tôi cũng lập tức quay xe, rồi chạy tới ôm chầm lấy em, trao cho em một nụ hôn đầy thắm thiết, như muốn xả hết nỗi nhớ tích tụ suốt 4 năm vừa qua. Thế nhưng thực tế lại vẫn là thực tế, em đã có chồng có con, tôi không thể nào xen vào được nữa. Thôi thì đành hẹn em kiếp sau vậy. Tạm gác lại chuyện tình yêu, tôi dần lấy lại được sự ổn định và trở lại công việc quen thuộc là nhân viên giao hàng. Lần này tôi phải đi giao một bưu kiện rất đặc biệt. Chiếc bưu kiện cuối cùng này chính là nguồn lực và hy vọng để tôi cố gắng sinh tồn, mong một ngày có thể trở về và giao tận tay cho người chủ của nó. Thú thật là cho đến mãi sau này, tôi vẫn không biết trong cái hộp đó có gì. Rất có thể là một thiết bị liên lạc không sóng, hoặc một túi hạt giống, hoặc một thứ gì đó cực kỳ hữu dụng có thể thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vì câu chuyện đến đây là kết thúc mất rồi. Rất vui vì hôm nay được ngồi đây để kể chuyện cho các bạn nghe. Nếu anh em thấy thích câu chuyện này thì đừng quên ấn like và đăng ký cho The Reviewer. Người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng tối tai, nhi đồng mất não, vui vẻ và mì tôm hai trứng, để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Một lần nữa, tôi là Chuck Nolan. Xin chào và hẹn gặp lại. Brazil, đội bóng của những vũ công Samba, đội bóng chưa từng bỏ lỡ một kỳ World Cup nào, đội bóng vô địch World Cup nhiều nhất với 5 lần được nâng cúp, một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới và là đội bóng duy nhất đếm từ 1 đến 7 bằng tiếng Đức. Nhưng mà trước khi đạt được những thành quả đó thì Brazil từng bị coi là một trong những đội bóng yếu nhất trong mắt người hâm mộ bóng đá. Sau thất bại đáng tiếc tại World Cup năm 1950 trước đội tuyển Uruguay, Brazil có cho mình một chuỗi thua vô cùng bạc nhược khoảng thời gian sau đó, và thậm chí World Cup 1958 họ đã phải ra sân với một đội hình toàn cầu thủ trẻ trong độ tuổi 17. Nhưng đâu ai biết rằng trong số những cầu thủ trẻ này có một người sau này đã trở thành vị vua của làng túc cầu, người được mệnh danh là nhà tiên tri ngược hay nhất mọi thời đại, người đưa Brazil trở lại bản đồ bóng đá thế giới và là người sẽ không bao giờ để Brazil thua 1-7 trước bất kỳ đội bóng nào. Đó chính là Pelé. Pelé tên đầy đủ là Edson Nascimento và được bố mẹ đặt cho biệt danh là Dico. Sinh ra tại một làng quê nghèo tên Bauru, từ nhỏ Pelé đã có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng và cũng chứng tỏ mình là một người rất có năng khiếu trong việc cãi lời mẹ, vì mẹ hoàn toàn không cho ông đá bóng. Ba chỉ mong Pelé học hành đàng hoàng và làm tốt công việc đánh giày để phụ giúp cho gia đình. Pelé đúng là làm tốt thật, nhưng mà là tốt trong việc cãi lời mẹ. Ông không đi đánh giày mà trèo lên mái nhà để nghe trộm tường thuật trận chung kết World Cup năm 1950 giữa Brazil và Uruguay. Kết quả là Brazil thua trận ngay trên sân nhà và toàn bộ cổ động viên trên khắp đất nước đều chết lặng, trong đó có cả Pelé. Vừa sợ bị mắng vì không có tiền đánh giày mang về, vừa phải nghe tin đội tuyển quốc gia thua trong cay đắng, Pelé vẫn lấy hết dũng khí đến gặp bố sau khi trận đấu kết thúc và hứa với bố rằng một ngày nào đó mình sẽ giúp Brazil vô địch World Cup. Bố ông lúc này vẫn đang phải chịu cú sốc thất bại của đội tuyển nên là khuyên Pelé đừng có theo nghiệp bóng làm gì mà hãy chuyên tâm học hành theo lời mẹ, vì vào cái thời khoai sắn thay cơm này thì những cái đam mê như bóng bánh thật là hão huyền. Nhưng mà điều đó là chưa đủ để cấm cản Pelé. Ngày hôm sau, Pelé phụ mẹ đi lau dọn cho một nhà giàu. Mẹ tâm sự rằng bà không hề ghét bỏ gì bóng đá, chính bóng đá đã đưa bố mẹ đến với nhau, nhưng mà nó không phải là một thứ dễ dàng để theo đuổi. Trước kia bố của Pelé cũng là cầu thủ, nhưng mà từ khi bị chấn thương, ông đã bị đuổi việc và phải chật vật xin việc để lo toan cho gia đình, chứ không phải là người không ăn lương câu lạc bộ như bây giờ. Pelé hiểu ý của mẹ, nhưng một vài câu thuyết phục cũng không thể nào làm lung lay được tình yêu bóng đá của cậu. Đúng lúc đó, đám trẻ con nhà giàu tiến vào. Chúng nói về một giải đấu của trẻ em chuẩn bị được tổ chức và có ông huấn luyện viên đang tuyển cầu thủ trẻ cho đội bóng Santos. Pelé hào hứng với câu chuyện của đám trẻ nhà giàu. Ông hét to mình muốn giống như Pelé, tên của một người thủ môn mà ông hâm mộ, nhưng mà tên của ông này là Billy. Và thế là bọn nhà giàu chế giễu Pelé vì đến cái tên còn không nhớ thì đòi đá bóng cái gì, rồi sút trái bóng về phía ông. Mẹ ông phải đến xin lỗi để tránh to chuyện.
Pele tức giận vì bị coi thường, và ông quyết đến giải đấu kia để chứng tỏ bản thân. Ngay hôm sau, Pele cùng bạn bè đến tham gia giải đấu, đã rất hăng và búa cũng rất kinh, đã tiến được vào vòng cuối để đối đầu với đám nhà giàu. Chỉ có điều là Pele không có một đôi giày hẳn hoi để thi đấu trước mọi người. Để có được tiền mua giày, Pele cùng đám bạn rủ nhau đi trộm lạc mang bán và dùng 100% công lực để đi đánh giày kiếm tiền. Đám nhà giàu xuất hiện và chế giễu cái tên Pele, khiến cậu tức giận và đánh tên nhà giàu dưới sự chứng kiến của người bố. Trở về nhà, Pele nói dối bị cô giáo đánh và mẹ ông định đến trường làm cho ra nhẽ, nhưng bố đã giải nguy cho ông. Sau khi thấy tình yêu của con trai với trái bóng, người bố đã một phần nào đó ủng hộ Pele chơi bóng chuyên nghiệp. Nhưng có rất nhiều điều mà Pele phải học hỏi nếu muốn đạt đẳng cấp của một tiền đạo. Và bài học đầu tiên là phải học vấp gỏ, đi bộ vuốt dâu hoặc là tập võ với hậu vệ đội bạn. Nhận được bài học từ bố khiến Pele rất tự tin tiến vào trận đấu cuối cùng giữa Pele và đám nhà giàu. Ông De Brito, tuyển trạch viên của đội Santos có mặt tại đây để theo dõi và tìm kiếm các tài năng trẻ. Kết quả là đội của Pele thua thảm hại và bọn nhà giàu tiếp tục chế nhạo cái tên Pele. Pele tức giận, ông không muốn đá bóng nữa mà chuyển sang đá người. Nhưng mà ông nhìn thấy bố đang xem trận đấu và Pele vứt đôi giày đều mình đang xỏ để sử dụng chân trần, kích hoạt tiềm năng GGO của bản thân. Ông nhớ lại những kỹ năng mà mình đã luyện tập và thực hiện những điệu nhảy với trái bóng ngay trên sân. Mọi người đều châm chồ với khả năng của Pele. Pele ghi bàn và bàn thắng đó đã tiếp thêm động lực cho toàn đội. Lũ nhóc vứt hết giày đi và bắt đầu sử dụng thứ bóng đá đường phố mà chúng đã luyện tập và ghi liên tiếp 5 bàn. Nhưng mà như thế là chưa đủ để giành chiến thắng. Đám trẻ lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng mà khán giả hô vang cái tên Pele. Lần đầu tiên trong đời, Pele không hề ghét cái tên này nữa và ông cũng nhận được thiệp mời của ông De Brito. Nhưng một biến cố xảy ra khi những người bị trộm lạc tìm thấy lũ nhóc, Pele và bạn bè chạy vào rừng. Ông và người bạn bốn mắt trốn vào trong một cái hốc nhỏ, cái hố đột nhiên sụp xuống, chôn vùi cậu nhóc bốn mắt. Những người công nhân kia chạy đến kịp thời nhưng vẫn không cứu được cậu bé. Pele trở về nhà và kể hết mọi chuyện với mẹ. Ông nhận lỗi tất cả về mình, chỉ vì quá mỗi một đôi giày nên đám nhóc đã phải đi ăn trộm, dẫn đến cái chết của bạn. Pele hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học hành và không đá bóng nữa. Người bố đưa tấm thiệp mời cho mẹ, nhưng do Pele đã không còn muốn đá bóng, nên bà nói với bố từ mai sẽ dẫn Pele đi làm cùng ông. Thế là Pele cùng bố đi làm vệ sinh tại phòng khám. Dù đã quyết tâm bỏ bóng đá, nhưng mà khi nhìn những người bạn chơi bóng, nhìn bố mình tâng của xoài, Pele hoàn toàn không thể tập trung vào học hành và lau dọn. Cậu dần thấy ngứa chân và cùng chơi bóng với bố. Người bố dạy Pele tâng bóng bằng xoài để có thể kiểm soát được lực khi chạm bóng. Ngày nào Pele cũng tập nhiều đến mức đoàn làm phim phải đổi diễn viên. Ông và bố cứ thế phá nát vườn xoài. Mẹ Pele nhìn thấy con trai có được niềm vui khi chơi bóng và cũng hơi tiếc tiền xoài nên đã gọi điện cho ông để Brito. Pele rất vui khi biết tin mẹ cho mình lên thành phố đá bóng và ngày lên đường đã đến. Cậu bé 15 tuổi giờ có thể bắt đầu ước mơ bóng đá của mình. Ông gia nhập đội trẻ của Santos, nhưng mà lối chơi ở đây khác hoàn toàn những gì ông đã luyện tập. Huấn luyện viên chỉ muốn những cầu thủ trẻ đá bóng theo phong cách của châu Âu. Pele buộc phải làm quen với lối đá này nếu muốn tồn tại ở đây, nhưng mà cậu không làm được và suốt quá trình ở đây thì không thể ghi nổi một bàn. Quá xấu hổ, Pele lặng lẽ rời đi trong đêm. Ông De Brito nhìn thấy và đi theo, nói rằng phong cách đá bóng của Pele không thuộc về nơi này. Ông De Brito kể lại vào thế kỷ 16, ngay Bồ Đào Nha đến đây đàn áp người Brazil. Những nô lệ Brazil đã nghĩ ra một thứ gọi là ginga, nền móng của thể võ capoeira, một môn võ trông giống như đang nhảy múa và có thể che mắt được những tên chủ nô. Dần dần ginga hòa vào văn hóa của người Brazil và cả trong bóng đá. Cho đến World Cup năm 1950, sau trận thua tại chung kết, người ta vẫn đổ lỗi cho lối đá ginga của Brazil đã khiến họ nhận kết cục thảm hại. Ông De Brito thấy Pele là một người có dòng máu Ginga chảy mãnh liệt. Ông mong Pele có thể thay đổi suy nghĩ của mọi người và khiến tinh thần Ginga của người Brazil trở lại. Pele hiểu ra mọi chuyện và quyết định ở lại luyện tập. Trong buổi tập tiếp theo, Pele vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện lối chơi. Mà thôi, cái gì không biết thì mình bỏ qua. Ông nhớ lại những lần luyện tập với bố và sức mạnh tinh thần thức tỉnh. Pele xỏ háng, Pele đá bóng, Pele qua người, Pele hất bóng lên không, Pele xe đạp chổng ngược, Pele ghi bàn, Pele được mọi người tung hô. Và cả người huấn luyện viên khó tính cũng bị Pele thuyết phục. Ông cho phép Pele tiếp tục sử dụng lối đá này. Và cậu cứ thế tiếp tục phát triển lối đá riêng của bản thân, được lên báo và nhận được sự công nhận của những người đàn anh đang thi đấu chuyên nghiệp. Pele dần dần cải thiện thêm kỹ năng sút và những nỗ lực này đã giúp ông được đôn lên đội chuyên nghiệp của Santos ở độ tuổi 16. Pele với lối đá múa may của mình đã trở thành một hiện tượng mới của Brazil. Người bố ở nhà rất vui vì con đạt được thành công và vui hơn khi mà Pele có tiền để trang trải cho gia đình. Pele mua cho bố một chiếc đài để ông có thể theo dõi mọi trận đấu của mình. Rồi ngày đặc biệt đã đến, cậu được gọi lên tuyển khi chỉ đang ở độ tuổi 16. Vào ngày lên đường, bố cho cậu một cái áo với cái tên Pele, chính là cái tên mà cậu gắt cay ghét đắng do mấy thằng nhà giàu đặt cho. Nhưng đó cũng chính là cái tên mà được mọi người công nhận. Người bố kể về quá khứ cầu thủ của ông. Ông cũng sử dụng ginga để chơi bóng, nhưng gặp chấn thương cũng chính vì lối đá này. Tất cả do ông đã không tin tưởng chính thứ đá bóng mà ông trân trọng nhất. Ginga là một lối đá khó, cần rất nhiều sự tự tin để thực hiện và thậm chí làm ngứa mắt đối phương vì cứ đảo xoạc cho qué giò. Ông khuyên Pele hãy luôn tin tưởng những gì mình sẽ làm trên sân bóng để tránh những chấn thương không đáng có. Pele nghe lời bố dạy và lên đường hội quân cùng đội tuyển quốc gia.
Tại đây Pele được gặp các đàn anh và gặp đối thủ tranh giành suất đá chính với mình, đó là Jose, thằng nhóc nhà giàu đã đặt cái tên Pele cho ông. Trong buổi phỏng vấn cả đội, các phóng viên vẫn chỉ trích lối đá Ginga, khiến Pele phải giành mic để phản bác. Điều này làm huấn luyện viên rất tức giận và bắt Pele không được dùng lối đá này nữa. Sau thất bại thảm hại năm 1950 và nỗi nhục năm 1954, mọi người đã không còn niềm tin vào lối đá này. Người đàn anh Garrincha khuyên Pele là hãy chơi theo lối chơi của huấn luyện viên để có thể nhận được suất đá chính, nhưng mà khi ra sân, Pele vẫn quyết định sử dụng lối đá Ginga và gặp chấn thương đầu gối. Chấn thương của Pele quá nặng nhưng mà đã quá trễ để thay đổi người. Pele vẫn lên đường sang Thụy Điển để dự World Cup và sẽ được chữa trị trên đường đi. Trái ngược với sự mong đợi của người hâm mộ đối với các đội châu Âu, các đội đến từ Nam Mỹ, trong đó có Brazil, đều bị coi là những kẻ lót đường. Trong lúc những người đồng đội chiến đấu hết mình, Pele vẫn phải lo chữa trị cho cái chân đau. Cho đến trận đấu gặp Liên Xô, Brazil có tận 3 cầu thủ gặp chấn thương, trong đó có Jose, và đương nhiên Pele phải là người thay thế, dù lúc này chân ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng thì ước mơ được ra sân thi đấu cho quốc gia của Pele đã thành sự thật, nhưng với cái chân đau này thì ông sẽ phải cực kỳ cẩn thận nếu muốn dùng Ginga. Một cầu thủ trẻ như Pele ra sân khiến cổ động viên nước khác chê bai dè bỉu. Pele có chút sợ sệt, nhưng Garrincha đã động viên ông. Mặc dù trận đó thì Brazil giành chiến thắng, nhưng đó là một trận đấu thất bại của Pele. Ông gần như tàng hình trong cả trận, nhưng đến trận bán kết với đội tuyển Pháp, Pele vẫn được trao cơ hội ra sân vì Jose vẫn chưa khỏi chấn thương. Pele liên tục để mất bóng sau những pha dê dắt của mình, và kết quả là tuyển Pháp dẫn trước một bàn. Hiệp một kết thúc, Pele đã không còn một chút tự tin nào trong phòng thay đồ. Ông tìm đến Jose và mong anh ta ra sân thay mình. Jose thì ngày xưa xấu tính thế thôi, nhưng mà thực ra lại là người tốt. Anh không hề bị chấn thương gì hết, mà chỉ muốn ra ngoài để Pele có thể vào sân. Jose rất nể phục vì Pele đã sử dụng Ginga trong trận đấu. Anh muốn Pele hãy đem bóng đá Ginga trở lại với đúng giá trị của nó, vì đó là niềm tự hào của người Brazil. Nghe được những lời chân thành từ Jose, Pele bật chế độ bay lên, những đường dây bóng trở nên chuẩn mực hơn. Ông phối hợp 1-1 với đàn anh Garrincha và ghi một bàn thắng vô lê cực kỳ đẹp mắt, làm bùng nổ cả sân vận động. Hưng phấn kéo theo hưng phấn, Pele tiếp tục phô diễn kỹ năng và giành hat-trick trong trận bán kết. Brazil tiến vào trận chung kết với một tinh thần cực kỳ phấn chấn, nhưng đối thủ của họ lại là Thụy Điển, đội chủ nhà và là đội có phong độ cao nhất giải đấu. Brazil tuy tinh thần cao nhưng mà huấn luyện viên vẫn chưa nghĩ ra được cách để ngăn cản Thụy Điển. Chưa kể trong buổi họp báo, huấn luyện viên Thụy Điển liên tục coi thường Brazil, ông đe dọa sẽ đốn gãy chân Pele và sỉ nhục các cầu thủ Brazil. Pele cũng có chút nhụt chí, nhưng mà bố đã khuyên ông là hãy cố gắng hết sức, một ăn cả, ngã thì nhảy cầu. Lời khuyên của bố giúp Pele tìm lại được cảm giác thi đấu. Ông đem tinh thần đó đến phòng ăn, dù cả đội cùng nhau tâng bóng. Jose là người đầu tiên hưởng ứng và cả đội cũng làm theo. Huấn luyện viên ở trong khách sạn nhìn thấy toàn bộ. Ông nhận ra bấy lâu nay đã dạy sai các học trò của mình. Không thể o ép một con mèo rủa gâu gâu và chắc chắn không thể ép những vũ công samba chơi như những cỗ máy được lập trình sẵn. Ông chấp nhận cho các học trò dùng Ginga, sử dụng chính tinh thần của người Brazil để đá trận chung kết. Đến ngày trận chung kết diễn ra, Pele mang trong mình trọng trách cao cả của cả đất nước. Ông mặc chiếc áo bố mình đưa cho và ra sân với một tinh thần vững vàng. Nhưng mà đội tuyển Thụy Điển đã kèm ông rất chặt như đã hứa. Lối chơi Ginga cũng bị Thụy Điển cản lại và ghi được bàn thắng đầu tiên. Viễn cảnh năm 1950 trở lại với các cầu thủ, Pele nhìn xung quanh. Ông vẫn tin tưởng vào lối chơi Ginga của mình, tiếp tục phối hợp 1-1 với Garrincha, thực hiện một cú sút giả để đưa bóng cho đồng đội và ghi bàn vỡ hòa. Người Brazil bùng nổ, từ bố mẹ của Pele đến toàn bộ cổ động viên tại sân bóng. Huấn luyện viên tự hào vì các học trò đã tìm lại được bản năng thi đấu. Các cầu thủ Brazil cũng trên đà thăng hoa, họ tiếp tục lao lên với lối bóng đá hoa mỹ. Pele múa, Garrincha cũng múa, các cầu thủ khác cũng đòi múa. Dòng máu Ginga trong họ dường như đang hòa vào làm một, ai cũng chơi bóng trong niềm vui hân hoan. Các cầu thủ biến sân vận động thành cái sàn nhảy. Người dân Brazil tại quê nhà xúc động vì thấy được vẻ đẹp của bóng đá nước nhà. Pele và các đồng đội ghi thêm bàn thắng thứ 3. Mẹ của ông cũng đến chỗ bố để trực tiếp xem con trai đám hòm đội tuyển Thụy Điển. Và Brazil trở thành nhà vô địch World Cup với bàn thắng cuối thuộc về Pele. Ông bủn rủn chân tay, ngất xỉu ngay tại chỗ. Đồng đội đến nâng Pele lên. Ông chính là người hùng của Brazil. Bố mẹ và người dân tại Baru cũng không thôi xúc động. Ngày trọng đại đó là 29 tháng 6 năm 1958. Ngày Brazil giành chức vô địch World Cup đầu tiên. Ngày cái tên Pele được vang danh khắp nơi. Ngày mà một vị vua bóng đá mang thứ bóng đá hoa mỹ đến với thế giới. Cho đến nay thì Pele vẫn luôn là một cầu thủ vĩ đại. Ông được Tổng thống Brazil thời bấy giờ trao danh hiệu báu vật quốc gia, là người trẻ nhất từng ghi bàn và giành một chiếc vô địch World Cup, và là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay được nâng cúp thế giới 3 lần, và cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.
lối đá Ginga mà Pele đã mang ra trình diễn cũng đã trở thành một biểu tượng trong bóng đá, thể hiện tinh hoa của bóng đá Brazil và chứng minh khả năng của nó với cả thế giới. Và đó là toàn bộ về hành trình bóng đá của Pele và Brazil. Không phải ai cũng có đủ can đảm để thay đổi nhận định của tất cả mọi người. Nhưng nếu có đủ dũng khí, chúng ta có thể làm được mọi thứ. Ba con người, ba số phận, ba mục tiêu nhưng cùng chung một ý chí, ba thằng ngốc. Câu chuyện bắt đầu khi chàng sinh viên Farhan chân ướt chân ráo lên đường nhập học. Điểm đến là Đại học Cơ khí Hoàng gia danh tiếng ICE, nơi quy tụ những bậc anh hào trong làng cơ khí. Farhan được cậu nhóc tạp vụ với biệt danh là Milimet mang giúp đồ từ ký túc xá. Đây là Raju, bạn cùng phòng của Farhan, người chơi hệ tâm linh, thành viên giáo phái đạo âm, tâm hướng Phật, dương vật cũng hướng Phật luôn vì không bao giờ quay sang nhìn gái. Học cơ khí nhưng vật lý thì ngu, không thuộc ba định luật Newton, kỳ nào cũng qua môn bằng cách xe thần xoài. Người cuối cùng là Rancho Dacia mà đã chăn chát. Tận lúc lễ chào tân diễn ra cậu mới có mặt, nhưng thay vì ấn ép, các tân sinh viên bày tỏ sự tôn trọng với đàn anh đi trước bằng cách tụt quần chồng bông hát vài bài. Rancho thì chỉ thấy trò này thiểu năng vãi đái, nhất quyết không cởi. Nhân lúc tên đàn anh không chú ý, cậu rủi con mẹ nó luôn. Cơ mà tên kia cũng chả chịu tha cho Rancho, thách thức nếu sau 10 giây cậu không có mặt sẽ phóng uế vào cửa phòng. Tình thế cấp bách khiến Rancho nảy ra một ý, quyết dạy cho tên đàn anh một bài học, tự chế một thiết bị dẫn điện bằng bóng đèn trong phòng. Không làm cái gì đó phát sáng nhưng khiến con chim vành khuyên của đàn anh ngừng hót. Và đó là chiến tích đầu tiên của Rancho tại ngôi trường mới, cho thấy đây là một người không hề tầm thường. Sáng hôm sau, người đàn ông quyền lực nhất trường xuất hiện, Virusa Hascha Buhe, một người luôn ám ảnh với việc chạy đua, sẵn sàng đối đầu với Usain Bolt nếu phải cạnh tranh vị trí top 1. Được sinh viên ưu ái đặt cho cái tên Virus, bài diễn thuyết thường niên dành cho tân sinh viên lại bắt đầu. Cuộc sống là một cuộc đua, nếu không chạy nhanh, các em có thể chạy chậm. Một bài diễn thuyết về tinh thần ganh đua, kèm theo một cây bút của phi hành gia, biểu tượng của sự hoàn hảo trị giá hàng nghìn đô, được tặng bởi người thầy cũ của ông, cùng lời hứa sẽ tặng cho người học trò xuất sắc nhất. Đã 32 năm nhưng người học trò đó vẫn chưa xuất hiện. Chưa ai đủ tài và đức để nhận lấy món quà giá trị này của thầy. Trái với sự hào hứng của các sinh viên khác về cây bút, Rancho lại có một câu hỏi ngu dành cho thầy hiệu trưởng. Tại sao người ta không dùng bút chì thay vì tốn hàng nghìn đô chế tạo ra chiếc bút đó? Câu hỏi khiến người thông minh như Virus phải câm nín. Không dừng lại ở đó, Rancho tiếp tục bắt bẻ thầy giáo bộ môn. Cái anh bẻ không phải là những định luật vật lý như bao bộ phim Ấn Độ khác, mà đó là sự truyền tải kiến thức dập khuôn và máy móc của hệ thống giáo dục. Sự thật thà thẳng thắn khiến Rancho bị đuổi khỏi lớp thường xuyên. Nhưng bị đuổi lớp này để anh lại tìm lớp khác. Có một người nữa rất giống Rancho ở cái tính này, đó là Joy, sinh viên cơ khí năm thứ 8, người luôn ấp ủ ý tưởng về chiếc flycam của mình nhưng đều bị Virus gạt phăng đi. Cho đó là điều không tưởng, thật là một ý tưởng hữu ích nếu nó trở thành hiện thực. Rancho suy nghĩ và quyết định giúp Joy một tay bằng cách nhảy múa và hát vài bài. Cuối cùng Rancho cũng đã tìm ra cách để khiến chiếc flycam bay được. Nhưng mà đã quá muộn, Joy đã treo cổ tự sát. Tất cả đều bàng hoàng. Rancho ngay lập tức chỉ ra cái sai của thầy hiệu trưởng và hệ thống giáo dục. Thế tôi là thầy hay anh là thầy? Thầy là thầy nhưng mà trò sửa thầy thì vẫn là thầy. Virus không nói gì thêm, kéo Rancho tới một lớp học, bắt cậu giảng bài. Rancho bắt đầu giảng bài, biến tiết học cơ khí thành một giờ học giáo dục công dân, biến luôn thầy hiệu trưởng thành trò cười cho cả lớp. Điều này tất nhiên càng khiến Virus điên tiết, nhận ra không thể trị được Rancho bằng roi vọt. Ông thầy bèn chuyển hướng sang Farhan và Raju, đánh giấy gửi về gia đình hai cậu bạn với lý do tương lai hai người sẽ bị hủy hoại nếu còn giao du với đứa bạn hư thần mất nết như Rancho. Farhan bị bố gọi về giáo huấn một trận. Rancho cũng có mặt để ăn chửi ké. Cậu còn phát hiện ra đam mê nhiếp ảnh của Farhan, thứ bị bố cậu cấm đoán từ lâu và phải nghe lời ông trở thành một kỹ sư. Còn nhà Raju, thứ khiến cậu không thể tập trung vào sự nghiệp học hành đó là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Một ông bố nằm liệt giường, một người mẹ bệnh tật với số tiền lương hưu ít ỏi và một người chị chưa lấy chồng vì không có của hồi môn. Một gia đình khá giả điển hình, cũng khá nhưng mà là giả. Mọi hy vọng của cả nhà đều đặt trên vai của Raju. Cả ba sau đó đành ngậm ngùi rời đi cùng cái bụng rỗng, ăn chửi vẫn chưa đủ no. Rancho nảy ra một ý, đi ăn trực ở một đám cưới gần đó. Ví dụ cho câu tự nhiên như ở nhà là đây chứ đâu. Bỗng, Rancho bắt gặp một cô gái đang bị hôn thê của mình trách móc vì đeo chiếc đồng hồ cũ rích. Thấy chuyện bất thình lình hóng hớt, tiến đến tặng cho cô gái một lời khuyên. Một bó hoa kèm một bài học cuộc sống dành tặng cho người xinh đẹp như quý cô đây. Thế là chỉ bằng một bát nước sốt bạc hà, Rancho thành công chứng minh tên hôn phu của cô gái là một cái mác giá. Ngơ ngác vì hành động của vị khách lạ mặt, cô gái tiến tới hỏi cha. Thật tình cờ và bất ngờ, cô là Pia, con gái thứ hai của Virus. Định không làm mà đòi có ăn à? Mai lên phòng tôi ăn chửi. Sáng hôm sau, Farhan và Raju tiếp tục được thêm một lớp học về giáo dục công dân của thầy hiệu trưởng. Khác với Farhan, Raju còn nhiều thứ phải lo. Cậu không thể 8 năm mới lấy được bằng như những người hàng xóm bách khoa. Bỏ hai người bạn ở lại, cậu sang phòng Chatu quyết tâm thi đỗ kỳ này. Chatu, một thanh niên khá giỏi điển hình. Ý tôi là giỏi áp dụng công thức và đánh rắm tối vờ lờ. Biết thừa bạn mình sẽ chẳng học được gì từ quyển sách giáo khoa chạy bằng thuốc nhuận tràng này.
Vì gần mực thì đen, gần cha tu thì học dốt, Rancho lại một lần nữa phải ra tay, dạy cho cha tu một bài học và khiến người anh em Raju phải sáng mắt ra. Trong buổi lễ chào đón Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Rancho và Fahan liền đánh cháo bài phát biểu của cha tu, biến nó thành cái kịch bản tôi đang đọc, một trò hề đúng nghĩa. Cha tu được một phen cay cú, quyết định mượn rượu chửi thề tới chỗ hai tên phá hoại tính sổ, đáp lại sự cợt nhả của Rancho và Fahan bằng một lời tuyên chiến, rằng 10 năm sau quay lại nhé, để xem ai thành công hơn. Quyển sách giáo khoa biết nói hay kẻ đơn giản hóa mọi khái niệm? Câu trả lời sẽ có trong phần sau của video. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp lại Pia và cái Mark biết nói. Suhas mua cho cô một chiếc đồng hồ có giá bằng 2.000 lít xăng khiến cô vô cùng cảm kích. Bỗng Pia bắt gặp Rancho cùng Millimet gần đó, ngay lập tức tiến tới tặng cậu một trận xỉ vả. Đồ tồi, đồ đáng ghét. Anh đã làm gì khiến cha tôi phải xem clip của phê phim mỗi tối mới có thể ngủ được thế hả? Thưa quý cô xinh đẹp, đó chỉ là ví dụ cho việc áp dụng mọi thứ một cách máy móc. Nhìn thấy tên hôn phu, Rancho tiếp tục thông não cho Pia cô nương, nói dối Suhas rằng cô đã đánh mất chiếc đồng hồ, khiến hắn lòi ra là một thằng phông bạt, chỉ quan tâm đến lợi ích. Pia không chấp nhận sự thẳng thắn của Rancho nhưng chả làm gì được. Đột nhiên điện thoại của Rancho đổ chuông, cha của Raju đang trong tình trạng nguy cấp. Biết Pia là bác sĩ, Rancho thuyết phục cô đi theo anh. Vì nguyên tắc nghề nghiệp, Pia buộc phải đồng ý. Tới nơi thì cha của Raju đang hấp hối. Nhưng ở thành phố nơi mà pizza được giao nhanh hơn cả xe cấp cứu thì ông cụ khó lòng mà qua khỏi. Đầu Rancho lại nảy số, sử dụng xe máy của Pia đưa ông cụ tới bệnh viện kịp lúc. IQ vô cực của Rancho khiến cho Pia có cái nhìn khác về anh chàng này. Cụ thể hơn thì hai người sắp về chung một nhà. Nhưng để đến được bước đấy thì ít nhất Rancho cũng phải vượt qua được bài kiểm tra vào ngày mai. Trái với kỳ vọng của thầy hiệu trưởng, Rancho không những không trượt mà còn giành được cái top 1 server. Cha tu thì cay cú vì chỉ được top 2. Cái top 1 khiến virus phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên không có gì chứng minh Rancho xài hack. Ông thầy đành chấp nhận cho cậu nhóc ngồi cạnh mình trong bức ảnh chụp chung. Chỗ ngồi chỉ dành cho những người giỏi nhất. Trái lại, Fahan và Raju ngồi tít phía xa, đại diện cho vị trí chót bảng. Mặc dù vậy thì Rancho vẫn không đồng tình về quy định này, vì cậu tin rằng tất cả đều phải được tôn trọng như nhau và cả hai người đều sẽ tìm được một công việc mơ ước. Virus đáp lại bằng một cái cười khẩy cùng một lời khẳng định chắc nịch rằng cả hai sẽ thất nghiệp. Tôi lấy bộ râu của mình ra để đặt cược. Vâng, thế nên cảm thấy may mắn vì không lấy con cu của mình ra để đặt cược. Spoiler, vì kèo này Rancho thắng chắc, vì sự nỗ lực của hai người sẽ được đền đáp. Nỗ lực bằng cách rủ nhau đi nhậu trước kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, rượu vào thì lời ra. Fahan và Raju có một thắc mắc, tại sao kẻ chơi bời lêu lổng cãi thầy cô như Rancho lại có thể đứng top một server? Câu trả lời nằm ở tình yêu mãnh liệt của cậu đối với cơ khí. Khác với Fahan, khi học cơ khí nhưng trong đầu lại tơ tưởng đến nhiếp ảnh. Còn Raju, yêu cơ khí nhưng bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè xuống cuối bảng. Không tin vào câu trả lời đậm chất weebu này của Rancho. Đúng vậy, ai cũng có tình yêu thì tôi đã không trượt đại học. Nói cậu chỉ biết khua môi múa mép, có giỏi thì đi tỏ tình với crush đi. Rancho chấp nhận lời thách đấu, đến nhà Pia ngay trong đêm, mượn rượu của Big Daddy, nói lời tỏ tình với cô. Nhưng đánh con 36 lại về 63, Rancho tỏ tình nhầm chị của Pia. Tuy nhiên chị Mina tỏ ra rất thích thú với anh chàng này và bảo Pia đồng ý lời tỏ tình này ngay. Nhưng chưa kịp gật đầu thì virus đã bị tỉnh giấc bởi trò quậy phá của Fahan và Raju, khiến Rancho chỉ kịp vắt chân lên cổ mà chạy. Raju không may đã bị virus nhìn thấy mặt, khiến cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng vào sáng hôm sau. Virus bảo phải có một đứa trả giá cho bãi nước tiểu trên tường nhà ông. Có hai offer cho cậu chọn. Một là tự mình nhận lỗi đứng ra nhận trách nhiệm về bãi nước tiểu tối hôm qua, chấp nhận bị đuổi học. Hai là sử dụng Uno đảo ngược, đổ mọi tội lỗi lên đầu Rancho. Quá khó để đưa ra lựa chọn. Raju đành phải sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả, nhảy một phát lên thiên đàng hỏi ý kiến Wowie. Ai nấy đều bàng hoàng với quyết định này. Bạn tưởng Raju đã chết ư? Không đời nào. Phim này là ba chàng ngốc chứ không phải là hai chàng ngốc và một con ma. Raju được cấp cứu kịp thời và đã qua khỏi. Chỉ có điều cậu phải sống trong tình trạng toàn thân tê liệt. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng trên bảo dưới không nghe. Chỉ có sức mạnh tinh thần mới cứu chữa được. Vâng lỡ, lại là sức mạnh tinh thần. Thực ra tôi có cách đơn giản hơn. Chỉ cần bật nhạc của Chipu là Raju có thể tự động đứng dậy và tắt nó đi. Anyway, sau một thời gian chữa trị thì Raju cũng hòa nhập được với cộng đồng và tham gia buổi tuyển dụng sắp tới. Cũng trong thời gian đó, Rancho đã bí mật gửi lá thư tới nhiếp ảnh gia nổi tiếng giúp Fahan. Lá thư Fahan viết 5 năm trước nhưng lại không đủ can đảm để gửi nó đi. Nhưng điều đó đã không còn là vấn đề, vì lá thư của cậu đã được hồi âm. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đồng ý cho cậu theo học. Nhưng vấn đề bây giờ là cha của Fahan, liệu ông có đồng ý cho con mình bỏ học theo đuổi ước mơ? Câu trả lời là có. Bằng sự thành tâm, Fahan đã thành công thuyết phục ông cho cậu đi theo tiếng gọi của con tim. Còn Raju, cậu gãy hai chân để đổi lấy một tấm chân tình, thành công apply vào vị trí công việc mơ ước. Virus phải cạo râu đúng như lời đã hứa, nhưng ông thầy vẫn quyết tâm phục thù, đích thân ra đề trong kỳ thi tốt nghiệp nhằm đánh trượt Raju. Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi sẽ dành tặng các em điểm F trong bài thi cuối kỳ.
Pia biết được điều này thì vô cùng lo lắng. Ben lấy trộm chìa khóa văn phòng của cha, đưa cho Rancho, xui anh đi lấy trộm đề. Không đành lòng nhìn người anh em chí cốt bị đánh trượt một cách vô lý, Fahan cùng Rancho bèn ra tay giúp đỡ. Nhưng xối quẩy làm sao, cả hai bị virus phát hiện, cả ba bị đuổi khỏi ký túc. Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của ba thằng ngốc. Pia thì giận cha nên bỏ đi. Cũng vì cái tính áp đặt này của ông mà anh cô đã quyết định tự tử nhiều năm trước. Do áp lực học hành quá lớn, cô đi được một lúc thì chị gái đột nhiên trở dạ. Nước lũ dâng cao, giao thông ùn tắc, xe cấp cứu không thể tới kịp. Cuối cùng bằng cây bút thần kỳ của biên kịch, Rancho xuất hiện, nghe theo sự chỉ dẫn của Pia qua điện thoại, đưa chị của Pia tới phòng bóng bàn, chuẩn bị cho cá đỡ đẻ có 102. Thông qua webcam, Pia chỉ đạo trận đấu, lấy các dụng cụ cần thiết theo lời chỉ dẫn của cô. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì lại mất điện. Đang thì combat đứa nào ngắt cầu dao đấy. Rancho nhanh trí sử dụng chiếc máy phát điện chạy bằng cơm tự chế. Chạy cơm thật, không phải dốc đâu. Điện lại về bản, giúp cả nhóm tiếp tục đỡ đẻ, sử dụng các thiết bị của nhà chồng được. Rancho chế ngay được một cái bầu hút theo mô tả của Pia, thành công đưa đứa bé ra ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của virus và mọi người, mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc cậu xách đồ ra đi. Virus chạy theo, trao cho cậu học trò chiếc bút của phi hành gia, ngầm công nhận cậu là học trò xuất sắc nhất, kèm theo câu trả lời cho câu hỏi vào ngày đầu tiên nhập học của Rancho. Lễ tốt nghiệp đã tới, trong lúc mọi người hân hoan vì quãng thời gian mài đít trên ghế nhà trường đã kết thúc, thì Rancho một thân một mình lặng lẽ rời đi. Chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua. Fahan và Raju, mỗi người đã có một sự nghiệp riêng cho mình, nhưng vẫn không có tung tích gì của người anh em khi xưa. Chỉ đến khi cha Tô biết được một chút tung tích của Rancho thì cả ba mới bắt đầu đi tìm kiếm, nhằm kiểm chứng lời thách thức mà cậu và Rancho đã giao kèo 10 năm về trước. Và thế là ba người tái ngộ và cùng bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người bạn mất tích. Nhưng Rancho đã đi đâu? Tại sao cậu lại biến mất sau lễ tốt nghiệp? Vượt muôn trùng vạn dặm để tới được dinh thự nhà chăn chát, nhưng chào đón họ không phải Rancho mà là Rancho do chung cộng cài vào. Rancho thật đang ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Vậy thì tìm bố mình dưới suối vàng nhé. Ý tôi là cái bồn cầu nhà chăn chát. Fahan bất đắc dĩ cướp lấy hũ cho cốt cha của Rancho trùng cộng, uy hiếp hắn nói ra vị trí của Rancho thật. Cậu không khai nhé, để cha cậu khai. Vậy là Rancho đành nói ra toàn bộ sự thật, rằng mình mới là Rancho 100%. Người anh em mà Fahan và Raju nhắc tới mới là trùng cộng. Rancho trùng cộng vì quá đam mê học hành nên đã ăn trộm đồng phục, lẻn vào các lớp học và làm bài tập giúp Rancho thật. Nhưng không may bị ông chủ phát hiện, cậu nhóc làm vườn từ đó lấy danh cậu chủ học lên tận đại học, kèm theo lời hứa sẽ biến mất khi tốt nghiệp. Và quả thật cậu đã giữ lời. Sau khi biết được tung tích của Rancho, Fahan và Raju tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng hai người nhớ ra, quên chưa báo cho Pia. Fahan gọi điện báo cho cô biết tin tức về Rancho, nhưng đã quá muộn. Hôm nay là ngày cô ấy đi lấy chồng. Không chần chừ, cả hai ngay lập tức tới phá đám cưới giữa cô và cái mác giá. Pia ban đầu không muốn đi theo, nhưng khi nghĩ về mối tình đầu, cô vẫn quyết định cùng Fahan và Raju đi tìm lại tình yêu của đời mình. Tiếp tục vượt muôn trùng vạn dặm nữa, họ tới được một vùng đất hoang sơ, nơi trẻ em dùng xe máy xay ngô, dùng xe đạp cạo lông cừu. Fahan nhận ra họ đã gần tìm thấy người anh em chí cốt. Đi một đoạn nữa thì họ bắt gặp Milimet, cậu nhóc tạp vụ năm nào giờ đã trở thành Centimet, trưởng thành nhờ việc theo học Rancho. Theo lời cậu nhóc, tuy mất tích suốt 10 năm qua, nhưng Rancho luôn dõi theo mọi bước đi của cả ba người. Bốn người tay bắt mặt mừng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Giống với Fahan và Raju, Rancho cũng có cho mình một sự nghiệp vĩ đại, trở thành một nhà khoa học lỗi lạc với hàng trăm bằng sáng chế, được nhiều công ty săn đón bao gồm cả công ty của cha Tu. Vậy là lời thách thức của 10 năm trước đã có câu trả lời. Và trên đây là toàn bộ recap sàm ba chàng ngốc, một bộ phim giàu ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Tôi chấm phim này 10/10, rõ ràng rành mạch. Ngày xưa, có một lần chúa chán con người quá, mở event đại hồng thủy reset server, làm lại từ đầu. Chỉ có những sinh vật được lên con tàu của Noe mới có một vé đi tiếp. Cơ mà giờ thử tưởng tượng, chúa lại thấy con người No Hope tập 2 đi làm sao? Có lẽ chuyện sẽ diễn biến như này. Chúng ta hãy cùng đến với Ivan Baxter, đổi nghề từ nhà báo sang làm nghị sĩ mẽo. Từ, đừng vội la ó. Thằng cha này trước giờ đưa tin chuẩn, nên giờ đi làm chính trị chẳng không sao đâu. Hôm nay, Ivan cùng gia đình đang lái xe đến một nơi ở mới. Nhưng có một vấn đề không nhỏ cho lắm, đấy là cả ba thằng con trai của Ivan đều không hào hứng với sự thay đổi này lắm. Đến tối, hai vợ chồng tâm sự. Vợ Ivan nói cô vẫn thường cầu nguyện với Chúa, mong cả gia đình sẽ gần gũi với nhau hơn, xong rồi cô đi ngủ. Còn Ivan ngồi xem lại các bản tin thời sự về quá trình tranh cử lên làm nghị sĩ của mình. Slogan của anh đơn giản nhẹ nhàng mà thôi: thay đổi thế giới. Hay lắm, hứa thế thì cố mà thực hiện nhé. Đến đây Ivan thấy bồn chồn, làm MC thời sự và nghị sĩ có bao giờ giống nhau đâu. Có lẽ anh cần tí niềm tin. Đêm đó, Ivan cũng cầu nguyện y như lời vợ bảo, xin Chúa giúp anh thay đổi thế giới. Sáng hôm sau, Ivan thức dậy, đúng lúc đồng hồ chỉ 6:14. Hôm qua anh đặt báo thức 7 giờ cơ mà. Thật bất ngờ, có vẻ là Chúa đã nghe thấy anh cầu nguyện đêm hôm qua, nhắc Ivan đánh 6 điểm con 14. Ivan xuống nhà đi làm, thì có ai đó gửi cho anh một bộ đồ nghề thợ mộc. Má, nó lại thông báo đổi job lần 2 à? Ivan đến nhận văn phòng làm việc mới, gặp ba phụ tá của mình và biết được là nghị sĩ Long, một ông to hơn và VIP hơn Ivan nhiều.
người đã chọn cho anh văn phòng mới này muốn Ivan cùng cộng tác ủng hộ cho một dự luật giúp các nhà đầu tư có thể quy hoạch và khai thác vùng rìa vườn quốc gia. Nghe cứ sai sai nào nhỉ, cơ mà ông kia to hơn lại còn có thâm niên thì chắc cái gì cũng có lý do của nó cả. Ivan mang dự thảo luật về nhà, trông còn nhiều hơn cả tài liệu đồ án của sinh viên bách khoa để nghiên cứu thêm. Điều này làm các con anh thất vọng vì bố đã hứa với chúng nó chiều nay đi làm về sẽ cùng đi bộ leo núi. Ivan thấy tội lỗi nhưng vì công việc dí đến đít rồi nên đành thất hứa với các con. Sáng hôm sau, Ivan lại được đánh thức lúc 6:14. Có vẻ như chúa muốn anh tích tiểu thành đại, nhưng hai hôm ra cùng một con nghe cứ điêu điêu. Quan trọng là có cái thằng bỏ mẹ nào đã chuyển mấy tấm phản gỗ to như lượng silicone búp cho đít của Kim Kardashian đến sân nhà anh. Shipper bảo ông ta cũng không biết gì cả, ý kiến thì gọi cho tổng đài. Nhưng Ivan xem lại giấy tờ thì mấy tấm gỗ này đúng là chuyển đến nhà anh, nhưng số nhà 614 cơ. Rồi rồi, chiều đánh 6 điểm con 14. Ivan vào nhà trong sự bất lực thì thấy người con cả đang xem thời sự. Trên màn hình có một người cầm tấm biển ghi sáng thế ký 6:14. Thế là anh tìm lại kinh kệ trong nhà rồi tra ra: người hãy đóng cho ta một con tàu. Nhưng giờ đánh 6 điểm con 14 thì đóng ra con tàu bằng giấy à? Ivan cần thời gian để tiêu hóa đống thông tin mới này. Anh ra ngoài cửa hít thở khí trời thì có một ông già mới đã đến, mặc đồ tông xoài tông màu trắng, cười hiền hậu hỏi Ivan vì sao anh khóc. Ivan tự hỏi dạo này sao Bụt tắm nắng nhiều thế. Nhưng không, ông là chúa, đợt trước mới giúp thằng Bruce. Ông cũng là người đã tặng anh đống đồ nghề thợ mộc hôm trước. Chúa muốn Ivan đóng chiếc tàu gỗ tại đây. Ivan đếch tin. Một là ngay cả Jenga anh còn đếch giỏi nữa là đóng tàu. Hai là cái nơi này phải cách biển đến mấy trăm cây số, tàu của anh phải đi được trên cạn à? Thế thì phải hỏi mấy ông làm nhật tảo chứ. Anh đến chỗ làm, nhưng hết trên đường đến trong cuộc họp, chúa đều show bí thuật khiến Ivan thần hồn nát thần tính, ngất luôn. Ông Long đến hỏi thăm, Ivan định hỏi về mấy điều anh thắc mắc về cái dự luật, nhưng lão bảo cứ ghi tên vào đi rồi ý kiến sau. Thế là anh về nhà, đọc lại chuyện đắm tàu trong kinh thánh, chuyện ông Noe với nạn đại hồng thủy. Sáng hôm sau khi cả nhà đang ăn, thì một đôi bồ câu đậu lại bên cửa sổ. Ra ngoài cửa thì thấy một đôi mèo, mở cửa gara thì có một đôi chó. Nói chung là trên đường đi làm thi thoảng, Ivan lại thấy có một đôi con gì đó cứ đứng nhìn mình. May là chúng không ấy nhau, nhưng chúng nó chạy theo anh, đến cả vào văn phòng cũng không yên. Ông Long dẫn các nghị sĩ khác đến ra mắt Ivan thì bị anh cho xem chim làm ông cụt hứng. Ivan chạy về nhà thì đàn động vật kia đuổi theo đến tận nơi. Úm bà la à la bà cháp, chúa hiện ra bảo sẽ dẫn Ivan đi xem này xem nọ. Ông đưa Ivan lên đỉnh núi, nhìn xuống một thung lũng xanh tươi. Ivan sắp phải đi qua thung lũng ư? Không, chúa bảo với anh thung lũng này chính là nơi mà anh đang ở trước khi nó bị chặt phá san nền để quy hoạch thành nhà cửa đường xá. Giờ thì Ivan tin ông là chúa thật, nhưng anh vẫn không biết tại sao chúa lại bắt anh đóng tàu. Ông cụ lại định mở event đại hồng thủy à? Chúa bảo anh đã cầu nguyện để được thay đổi thế giới mà. Để thay đổi thế giới thì hãy bắt đầu từ những việc tử tế nhỏ bé nhất, như là đóng một con tàu to vãi lờ. Cơ mà láo nháo gì, lời chúa phán cứ làm đi. Ông tặng Ivan một quyển sách dạy đóng tàu, rồi ông biến mất hút hàng lương luôn. Sáng cuối tuần, anh cạo râu để đi làng thì thấy râu rậm như là ông hàng xóm ăn mày nhà mình, nhưng cứ cạo râu lại mọc, cứ cạo lại mọc. Cùng lúc ấy, ai đó đã mua hết 8 ô đất liền kề nhà Ivan, đứng tên anh rồi vứt đó. Anh cố giải thích cho vợ về vụ đóng tàu, nhưng mà chỉ làm cô hoảng hồn hơn. Vợ Ivan nghĩ anh đang bước vào khủng hoảng tiền mãn kinh, anh nhầm khủng hoảng tuổi trung niên. Trong cái khó lại gặp cái eo, shipper lại vận chuyển đến một đống gỗ nữa, vứt đầy 8 ô đất mới mua. Có vẻ như chúa không cho anh cơ hội mà từ chối nữa. Ivan bèn huy động 3 ông tướng nhà mình cùng xẻ gỗ đóng tàu, nhưng tàu đầu to, ba bố con đầu nhỏ, lật đà lật đật mãi cũng không xong. Râu tóc thì cứ mọc dài ra tiếp, trông như người rừng. Đến chỗ làm thì cấp dưới còn không nhận ra. Tất nhiên là điều này làm ngứa mắt nghị sĩ Long, đang nước sôi lửa bỏng để nghị viện thông qua dự luật mà Ivan lại cứ làm trò con bò đấy không được. Ông đòi Ivan phải nghiêm túc lại, nhưng nhà bao việc, Ivan cần phải đi đóng tàu tiếp. Chúa nhìn mấy thằng yếu đuối này mãi không xong mà ngao ngán, đành gửi cho 4 bố con một cái cần cầu bằng gỗ. Nhờ thế mà tiến độ được thúc đẩy rõ rệt, nhưng thế vẫn là quá chậm. Tôi đến, chúa tặng Ivan một bộ áo choàng để cosplay Noe như thật. Chúa cũng báo trên TV với Ivan là đến 22 tháng 9 mà tàu chưa xong là cả nhà Ivan đi bán muối. Anh chia sẻ với vợ, nhưng chỉ khiến cô đã hoảng lại càng hoảng hơn. Giờ nghe lời vợ thì chúa phạt, còn nghe lời chúa thì vợ giận. Còn mẹ cuộc đời chứ. Ở cuộc họp đại biểu kế tiếp, ông Long đã ngứa mắt vì Ivan mặc áo choàng đi chớ, lại còn thấy cả đàn động vật kéo vào giữa phòng họp gây rối. Ivan giải thích rằng chúng đi theo anh vì sắp sửa có một trận lụt siêu to khổng lồ và anh đang cố đóng một chiếc tàu. Không cần nói thì cũng biết là nghị sĩ Long đếch tin, bắt bảo vệ đuổi Ivan và đám thú vật ra ngoài rồi đình chỉ công tác luôn. Đáng buồn là mọi thứ còn được chiếu trực tiếp trên TV nên vợ con anh thấy hết. Vợ Ivan giờ suy sụp hẳn, rõ là không ai muốn ở cùng một cái thằng cứ hai hôm lại làm việc kỳ cục rồi đổ là do chúa bảo. Cô đưa các con về ngoại, bỏ mặc anh trong căn nhà trống. Ivan đằng nào cũng chẳng có việc gì khá hơn để làm. Teamwork nay trở thành Towwork. Tất cả mọi người đều bắt đầu nói xấu Ivan, trừ 3 người phụ tá. Một mình anh tiếp tục đóng tàu, mặc cho đám đông tò mò đến xem anh như xem xiếc, rồi trở thành trò cười trên truyền hình. Vợ con Ivan đang ở một quán ven đường, chúa giả trang thành chạy bàn để đến nói chuyện với cô. Ông giải thích, khi một người cầu xin chúa điều gì đó
thì đương nhiên là Chúa sẽ không cho thẳng người ta thứ mà họ muốn, mà thay vào đó sẽ cho người đó một cơ hội để phấn đấu đạt được nó. Nếu xin Chúa cho gia đình gần gũi hơn, Chúa sẽ cho người ta cơ hội để yêu thương nhau, chứ không tự hô biến điều ước thành sự thật. Những lời nói ấy làm cô cảm động. Vợ Ivan lái xe chở các con về gặp chồng. Cô nói rằng dù thế nào thì tất cả mọi người cũng sẽ ở bên nhau. Đầu Ivan đã bạc trắng và con tàu thì vẫn chưa đâu vào đâu. Cả gia đình nhìn ra xa thì thấy hàng hà sa số thú vật đã đứng đợi con tàu từ bao giờ. Cơ mà chờ là được à? Muốn lên tàu thì nhanh cái chi lên. Bằng một thứ ma thuật nào đó, các con vật nghe lời gia đình Ivan cùng giúp họ đóng tàu. Tất nhiên là nhiều chân chạy deadline thì công việc sẽ hoàn thành nhanh hơn. Đúng lúc đó thì ba người trợ lý ở chỗ làm đến. Họ báo với Ivan rằng cả đám đã bị lừa. Lão Long thực ra có một ý đồ khác. Khu vực mà anh đang sống trước đây vốn là đất công, nhưng chính lão nghị sĩ kia đã nhảy vào thầu đập thủy điện, rồi tuồn cho tư nhân giấy phép phân lô bán nền cả thung lũng ở dưới, thành những ngôi nhà như chính nơi mà Ivan đang sống. Mà cái đập thủy điện của lão và đám tư bản thì cũng có đàng hoàng gì cho cam. Rút ruột rút gan, cắt bớt chi phí. Cái dự luật mà lão cố sống cố chết đòi Ivan ủng hộ cũng thế. Nó trắng ra là một cách để mở cửa vườn quốc gia cho bọn đại gia nhà đất. Anh cuối cùng chỉ là một con cừu thế mạng, để có rắc rối gì thì còn mang ra đỡ đạn. Còn lão và đồng đảng quét tiền thiên hạ. Anh phải đến nghị viện để phơi bày sự thật ngay. Nhưng Ivan không thể bỏ con tàu được. Hôm nay là deadline rồi. Bằng sức mạnh bí ẩn được Chúa cho mượn, Ivan dẫn những con thú tề tựu tại đây lên tàu, chờ cơn mưa đến. Anh thuyết phục tất cả mọi người cùng lên luôn, nhưng bị cả làng cười nhạo. Những cười nữa đấy, sấm rền. À đâu, không phải tiếng sấm, là xe cẩu mà lão Long và ông Can mang đến, đòi phá tàu của Ivan. Tất nhiên là anh không đồng ý. Anh nói rõ cho Long biết là trò ti hí mắt lươn của lão. Anh và đồng sự đã nắm được hết. Lão nghị sĩ xấu xa rời đi, công an đòi cả nhà xuống tàu để tháo dỡ. Nhưng các con vật thì không muốn, có chuyện sắp xảy ra thật. Giờ thì sấm đánh đùng đoảng, không lừa. Mưa bắt đầu rơi, trận lụt như trong truyền thuyết sắp sửa diễn ra. Mơ đi, mưa được có mấy chục giây, nhanh hơn cả thằng con trai đêm 30 tháng 11. Mọi người lại cười Ivan tiếp, nhưng giờ thì anh đã thực sự hiểu ra, làm đếch có cơn mưa nào đủ để làm ngập cả thung lũng này. Rắc rối thực sự đến từ con đập trên sườn núi, chính cái con đập mà các trợ lý của anh nói lão Long đã thầu. Rút ruột rút gan làm kém chất lượng. Hôm nay là ngày mà con đập sẽ vỡ, tai họa ập xuống. Đúng như lời Chúa phán, Ivan gào mọi người lên tàu, trong khi dòng nước dữ tràn từ trên núi cao xuống thung lũng với tốc độ hủy diệt. Con tàu tròng trành giữa biển nước, ối sắp đâm vào cầu rồi. Nhưng một con sóng thần kỳ tình cờ xuất hiện, đánh lái cho con tàu không va chạm vào cây cầu. Làn sóng ấy dẫn lối con tàu lao tới tận nghị viện, ngay lúc lão Long đang chờ biểu quyết dự luật. Ivan xuống tàu, vạch mặt lão nghị sĩ xấu xa trước bàn dân thiên hạ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Một thời gian sau, Ivan dẫn cả nhà đi bộ leo núi. Giờ thì Ivan đã là người đàn ông của gia đình và biết yêu thương động vật như là NTN vậy. Chúa đã chờ sẵn anh ở một gốc cây nào đó. Anh cảm ơn Chúa vì chuyến hành trình vừa qua, rằng Ivan đã học được đúng điều Chúa nói. Để có thể thay đổi thế giới thì đôi khi chỉ cần vài điều tử tế nhỏ nhoi mà thôi, như là đóng một con tàu to vãi lờ. Ông cụ bảo anh múa một tí rồi biến đi cùng cơn gió, để cả gia đình về vui vẻ với nhau. Tôi còn quạ, xin chào, vẹn gặp lại. Chấp nhận bị người khác mạt sát, chấp nhận bị đánh, chấp nhận bị nướng thành miếng thịt quay. Nghề diễn là vậy, không phải nơi nào cũng có thách thức danh hài, không phải nơi nào làm diễn viên YouTube cũng có thể trở thành diễn viên điện ảnh. Ai rồi cũng phải có một xuất phát điểm khó khăn mới có thể tồn tại cho cái nghiệp diễn xuất này. Châu Tinh Chỉ cũng thế. Bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật nhưng chắc cũng bôi thêm tí điện ảnh về cuộc đời của Tinh Gia, một người hoàn toàn đi lên trong nghề điện ảnh bằng thực lực của chính mình. Đây là trong phim bảo thế chứ tôi biết ngoài đời nào đâu. Và sau đây là recap Vua Hài Kịch. Thủa thiếu thời, Châu Tinh Chỉ có tên là Doãn Thiên Sầu. Anh làm đạo diễn, đứng trên vạn người. Công việc đơn giản chỉ là chỉ đạo các thứ. Đấy là tôi bịa ra. Chứ anh chỉ là một thằng diễn viên quèn, tưởng mình tài giỏi hơn người nên lanh chanh chỉ trỏ người khác. Ai kiếm giùm tao đến là biết diễn cái coi. Tôi. Mày biết diễn hả? Diễn mặt mắc ỉa mà không có nhà vệ sinh coi. Lúc tìm được ngồi mái không chịu ra. Ra nhưng vón cục. Lúc xong xuôi trúng hạng nhất. Thấy toàn cục tròn xinh, nhà vệ sinh hết giấy. Rồi tỉnh lại, tao bảo mày tỉnh lại. Hết giấy là chết chắc, đi ỉa hết giấy xong là mẹ gì nữa. Diễn như mày thì về mà diễn cho ông bà mày coi. Chị gái à, em diễn sai gì hả? Tao không biết, tao là HR. Thiên Sầu là thế, anh cứ nghĩ mình là nhất nên không nghe theo đạo diễn. Cũng may đoàn phim đang khan hiếm nhân lực nên anh được cho vào một vai quần chúng. Đạo diễn à, tôi có thể pha thêm chút nghịch ngợm vào vai diễn được không? Kiểu cha xứ ăn thịt chó chẳng hạn. Mày làm má mẹ gì mày làm? Bấm máy, cảnh quay bắt đầu. Thiên Sầu diễn vai xác chết, một vai diễn không thể bộc lộ được khả năng diễn xuất thiên tài của anh. Đương nhiên anh không hề muốn như vậy, và hành động ích kỷ đó đã phá hỏng toàn bộ set quay của đoàn làm phim. Cái thằng chết bầm kia, mày chỉ việc chết thôi mà. Thiệt ra tôi muốn pha thêm chút nghịch ngợm cho vai này. Tôi cần đĩa thịt chó. Má thằng điên, mày đóng vai xác chết mà. Nhưng cho tôi ăn xong đĩa thịt chó rồi tôi chết cũng được mà. Nè, mày biết 1 cộng 1 bằng mấy không hả? Bằng 2. Thế biết 2 cộng 2 bằng mấy không? Là 4. 4 với 1 là 5. Vậy mày có tin số 5 trên bàn tay tao tán vỡ mồm mày không hả thằng phá đám? Thế là Thiên Sầu bị đuổi. Không có gì ngạc nhiên với cái tính cách ích kỷ của mình. Chị à, tôi lại làm gì sai hả? Úi, tao không biết, tao làm HR.
Chả biết anh diễn xuất ra sao, minh tinh màng bạc như nào. Nhưng mà ở trên trường quay thì đừng có mà cãi đạo diễn. Đấy, chết thì cứ dãy đành đạch rồi nằm im cho xong mẹ đi. Thiên sầu đành phải bỏ về. Chú ơi cho xin hộp cơm. Cơm mà mẹ mày chứ cơm. Vì mày không chịu chết quách đi cho rồi nên các đoàn phải làm overtime đó thằng chết bầm. Muốn ăn cơm hả? Ăn chung với Harry Maguire đi nè. Thiên sầu bèn thất thểu bỏ về. Trở lại khu trọ nghèo, nơi anh làm công việc trông coi nhà văn hóa cho khu phố. Cuộc sống nhàm chán này không phải điều anh hướng tới. Anh liên tục gọi điện cho các nhà làm phim để xin một vai phụ. Gọi từ sáng đến đêm. Mọi người chỉ nghe thấy cái tên Thiên Sầu là ngay lập tức cúp máy. Nhưng Thiên Sầu vẫn không bao giờ từ bỏ. Anh vẫn một mình trong căn phòng tối tàn, với ước mơ một ngày nào đó sẽ có thể thoải mái bộc lộ khả năng diễn xuất của mình. Sáng hôm sau, Thiên Sầu dựng cái sân khấu kịch như thường lệ, khoác lên người một bộ vest lịch lãm như thường lệ, và liên tục mời chào mọi người đến tham gia lớp học diễn xuất vớ vẩn của mình như thường lệ. Nể cháu yêu, cháu có muốn làm diễn viên như Ngọc Trinh không? Cháu muốn có body như Ngọc Trinh thôi. Thế thì cháu phải ở đây và nghe. Nhả hoi. Nghe không ta bẻ. Chú Bảy, chú đã nhớ hết lời thoại chưa vậy? Chú nhớ đường đến nhà tắm nữ rồi. Dòng 10 hồi 2 là gì? Quần nhỏ của con bé đó màu đỏ. Rõ ràng là chẳng một ai quan tâm đến cái chuyện diễn xuất của Sầu. Anh đi tìm mấy thằng nớt trong phố, dạy cho chúng nó cách diễn sao cho giống giang hồ. Làm giang hồ là phải biết đâm chém. Đâm như này này, bị đâm thì phải đau đớn tí. Cái này là mặc lúc táo bón, không phải bị đâm, đau là thế này nè. Trông giống bị dại hơn rồi đó. Nhưng không như Sầu nghĩ, đám nhóc này lại dùng mấy trò anh dạy để đi ăn vạ vòi tiền người khác. Sầu chứng kiến mọi chuyện, anh giả vờ rơi tiền để trả lại số tiền mấy thằng kia vừa lấy, và mời bà đến xem mình biểu diễn. Tiền thì bà lấy, còn biểu diễn thì Sầu nên làm một mình thì hơn. Chẳng có một ai muốn xem một thằng khố rách áo ôm chả có tí phim nào diễn cả. Thế là hôm sau Thiên Sầu lại lẽo đẽo lên phim trường. Đương nhiên là anh bị đuổi như một con chó. Anh à, em đã học làm người chết cái đêm hôm qua rồi. Mày thích học chết hả? Tao đâm mày giờ á. Ây da anh trai, đâm thì chết đau đớn lắm. Hay anh dùng súng đi. Súng mà mẹ mày hả? Tôi mà anh trai. Kiếm chỗ nào mà chết thật đi. May mắn cho anh, phim trường lại tiếp tục thiếu nhân lực, và Thiên Sầu lại được tuyển vào vai xác chết. Lần này anh diễn rất tròn vai, đủ để giành được cả Oscar. Diễn đến cái mức mọi người lao vào đánh anh về má nhận không ra, nhưng mà anh vẫn nằm im như đã chết. Chỉ đến khi đạo diễn kêu cắt, anh mới bắt đầu đứng dậy. Chính vì sự chuyên nghiệp này đã giúp anh lọt vào mắt xanh của chị Quyên, một diễn viên vô cùng nổi tiếng. Cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của Thiên Sầu đã chuẩn bị đi lên, anh lại tiếp tục tự gây tai họa và phải quay trở lại khu phố nghèo khó của mình. Nhưng lần này anh đã bắt đầu có những học viên đầu tiên trong lớp diễn xuất. Họ là những vũ nữ ở vùng này đến để học cách quyến rũ trai đẹp. Tại dạo này mấy ông anh trong thành phố đuổi bầu có vấn đề, nên khẩu vị gái gú cũng bị đuổi theo. Ngành vũ nữ phải tìm cách thích ứng, và họ quyết định mở event gái còn trinh cho hộp đêm. Chỉ có điều mấy đứa vũ nữ trong ngành đều đã thành han sơn đòn hết rồi, chứ lấy đâu ra trinh mới chật tiết. Nên họ cần Thiên Sầu để dạy cho cách diễn làm sao cho giống gái mới lớn. Trong số những cô vũ nữ có Phiêu Phiêu, một cô gái thông minh xinh đẹp, nhưng cuộc đời xô đẩy cô vào con đường làm gái. Cơ mà câu chuyện của cô chúng ta sẽ để sau, và tiếp tục quay lại với lớp học của Thiên Sầu. Cù trai dễ lắm, các cô chỉ cần bảo là các cô thích cù của họ là được. Rồi thêm một chút nước mắt nước mũi từ lừa nữa thì lừa được cả Elon Musk. Mà với mấy người háng đủ rộng cho hai làn xe chạy thì khó có nước mắt lắm, nên phải ăn wasabi mới được. Mày bảo háng ai rộng? Không lẽ là tôi? Ủa mày làm gái mà. Tao làm gái của Tự Trọng, có được không hả? Cảm thấy bị đụng chạm, Phiêu Phiêu phang Thiên Sầu một trận và tiếp tục quay trở lại hộp đêm. Đối mặt với ông khách khó tính, Phiêu Phiêu thử dùng trò của Thiên Sầu, ăn wasabi mà không chấm với sushi. Nước mắt nước mũi từ lừa. Em thích cu. Thế mà cái trò dở hơi lại thành công. Phiêu Phiêu nhận ra nhà lầu xe hơi cũng không xa xôi lắm, chỉ cách mình mỗi một ít nước mắt nước mũi và vài câu vô sỉ. Ngày hôm sau cô quay lại tìm Thiên Sầu, nhờ anh dạy thêm vài đường cơ bản nữa. Tuy chỉ là diễn, nhưng giữa hai người nảy sinh một thứ gì đó tựa như yêu, mà người ta hay gọi là nứng. Cua trai dễ mà, cô chỉ cần nhìn họ như cái cách cô nhìn tình đầu của mình là được. Mà chắc làm gái thì làm gì có tình đầu ha. Dĩ nhiên là Phiêu Phiêu có một cuộc tình mà cô nghĩ mình sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thế nhưng tình yêu tuổi 17 là trò xàm lìn của mấy pết ngôn tình. Người yêu của Phiêu Phiêu còn muốn cô đi làm gái để có tiền nuôi hắn, chứ chả có anh nuôi em còn mẹ gì hết. Nếu không có thì tạm coi tôi là tình đầu của cô là được mà. Vậy mà là tình đầu hả? Dạy diễn xuất cho Phiêu Phiêu xong, Thiên Sầu lại đi dạy hư cho mấy thằng nhỏ trong xóm, để chúng nó lại ra đường bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên được. Đúng là không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ thầy dạy ngu. Một thằng còn không đàn phim nào dám nhận, bầy đặt đi dạy khác diễn xuất. Thiên Sầu lại quay trở lại trường quay, quyết tâm trai mặt mong được một cái vai gì đó rẻ rách chốt thượng được. Tao không biết, tao là HR. HR là thuê người đó bà nội. May mắn thay, anh được đạo diễn gọi vào cho một vai cực kỳ nguy hiểm. Một cây thịt xiên nướng, do nóng quá không chịu được. Thiên Sầu lại phá hỏng cảnh quay một lần nữa. Và thế là anh lại bị đuổi. Vừa bị thành vịt quay, vừa bị ông phát cơm chửi cho không ra thể thống cống rãnh gì hết. Thiên Sầu nhận ra mình cũng chả giỏi giang gì. Anh cũng khuyên những đứa nhóc trong xóm không nên đi đóng giả giang hồ nữa, mà về đóng kịch cùng anh. Tuy chỉ có một khán giả là Phiêu Phiêu, nhưng anh và đám nhóc rất vui. Sau buổi diễn, hai người tâm sự với nhau và nảy sinh tình cảm.
hoặc do Phiêu Phiêu tính mồi chài Thiên Sầu, chả biết nữa. Nhưng Thiên Sầu chắc chắn nó có thiện cảm với Phiêu Phiêu. Sau một đêm mặn nồng, Thiên Sầu tỉnh dậy và ngắm kỹ Phiêu Phiêu. Anh nhận ra cô là người con gái mang trong mình rất nhiều tâm tư, nhưng thân phận làm gái của cô vẫn là một cái gì đó quá xa cách. Anh để số tiền ít ỏi mình có được ở đầu giường và giả vờ mình vẫn chưa dậy. Phiêu Phiêu thấy tiền để đấy thì nghĩ Thiên Sầu cũng chẳng coi mình là người con gái tử tế gì. Cô cầm số tiền và rời đi. Thiên Sầu cảm thấy có lỗi, anh chạy theo. Không làm gái nữa được không? Không làm bốc cức mà ăn hả? Tôi nuôi cô. Câu nói của Thiên Sầu thực sự đã đi thẳng vào trái tim của cô gái vũ nữ. Chả biết anh có nuôi được mình không nữa. Nhưng đó là điều Phiêu Phiêu thực sự muốn nghe từ một người đàn ông. Thiên Sầu cũng không để lời nói của mình chỉ là một lời nói suông. Anh tiếp tục đến trường quay và may mắn đã đến với anh. Quyên Nhi đã gọi anh vào và diễn thử một vai với cô. Pha biểu diễn nước mắt nước mũi từa lưa của Thiên Sầu đã chạm vào tất cả trái tim của nhà tuyển dụng. Trừ ông Tây, mẹ thằng racist. Thì ra có một ông diễn viên khác đã hoãn lại công việc. Quyên Nhi không thích nên đã tự mình recast. Và khả năng cao Thiên Sầu sẽ có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Kể từ đó, anh chìm vào trong vòng xoáy công việc, đặt luôn Phiêu Phiêu và lời hứa nuôi cô ra sau đầu. Phiêu Phiêu thì đã đem lòng yêu Thiên Sầu. Cô không còn muốn làm gái nữa. Cô chống lại mấy người ở hộp đêm. Dù bị đánh đập dã man, cô vẫn quyết tâm giữ mình trong sạch để xứng đáng với Thiên Sầu. Sáng hôm sau, cô đến tìm anh. Nhìn khuôn mặt bầm dập của Phiêu Phiêu, Thiên Sầu cũng định hỏi thăm, nhưng Quyên Nhi giục Thiên Sầu đi mất. Phiêu Phiêu cũng không muốn làm kỳ đà cắn mũi hai người. Cô chợt nhận ra mình không còn xứng đáng với Thiên Sầu một chút nào hết, nhưng cô vẫn phải mở mồm ra. Sao bảo sẽ nuôi tao hả thằng chó? Sẽ nuôi mà. Quyên Nhi nhận ra tình yêu giữa hai người nên thả Thiên Sầu lại. Đôi chim câu hạnh phúc ôm nhau. Trước khi cơn bão thực sự kéo đến, Thiên Sầu lại bị đá khỏi dự án phim vì ông diễn viên kia đã quay trở lại. Dù không muốn chút nào, nhưng anh chẳng còn có thể làm gì hơn. Quyên Nhi càng cảm thấy có lỗi nhưng cô cũng không có tiếng nói. Trên đường ra về, đến hộp cơm Thiên Sầu cũng không thèm lấy nữa. Anh thực sự đã đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Và anh đã được mời đóng vai chính trong một bộ phim chỉ đóng được duy nhất một lần. Vì đóng ngu là anh sẽ mất mạng. Ông già phát cơm thực ra là một cảnh sát chìm. Ông muốn Thiên Sầu đóng giả làm người giao đồ ăn, đưa hộp cơm có thiết bị nghe lén vào trong địa bàn của ông trùm. Sai sót duy nhất của kế hoạch này là nhà ông trùm có nuôi Gordon Ramsay, nên chẳng cần gọi đồ ăn là mẹ gì hết. Ông cảnh sát cố gắng gọi nhưng không thể. Thế nhưng vẫn có người giao hàng đến. Người đầu tiên là người giao hàng thật với cái kết không nghề mái cho lắm. Người thứ hai là Thiên Sầu, dù là diễn viên nhập vai nhưng thấy xác chết thì hòn giái cũng phải thụt vào trong. Cái này bao tiền? 10 đồng. Nhân đôi lên là mấy? 20 đồng. Nhân 3? 25. 10. 10 nhân 3 mà 25. Tìm chứng nhiều. Đây là lớp dạy toán hả? Trả lời. 22. Tìm chứng rẻ hơn à? Ấy nhầm. 27. Nhân đôi hai cái tìm chứng là bao nhiêu? Tôi không biết. Tôi là vóc chờ. Được chưa? Đứng trước màn tra khảo liên tục của ông trùm, Thiên Sầu chẳng còn biết diễn xuất gì nữa. Thấy thằng nhóc mình lôi theo run cầm cập như sắp chết, ông cảnh sát cố gắng cứu Thiên Sầu. Nhưng ông trùm đã phát hiện ra, ông cảnh sát bị bắn. Thiên Sầu hoảng quá, cầm súng nhắm mắt bắn bừa giết hết tất cả. Phim đang cảm động tự nhiên bắn nhau cái đéo ấy. Nhưng mà phi vụ đã thành công. Thiên Sầu nhận ra diễn xuất thực sự khó. Không phải cứ tâm huyết rồi nhắm mắt diễn bừa là được, mà thực sự cần học hỏi rất nhiều. Anh quyết định hạ cái tôi và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những điều nhỏ nhất. Trở về căn nhà tồi tàn, lúc này đang có Phiêu Phiêu ngồi chờ. Sau bao nhiêu chuyện khó khăn, chỉ có Phiêu Phiêu là người sưởi ấm cuộc đời đầy vất vả này của anh. Hai người cùng những đứa nhóc trong xóm cùng nhau tạo ra một đoàn kịch, và thế là họ trở nên nổi tiếng. Và đương nhiên là nhờ rất nhiều vào fame của Quyên Nhi, chứ thực ra chả có thực lực con mẹ gì hết. Bài học rút ra, cuộc đời phải tìm được chỗ đứng. Tìm được rồi phải đứng đúng chỗ đó. Mà muốn tìm được thì phải tìm anh chị giỏi giang đã thành công sẵn để chống lưng cho. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại. Manchester United, một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, ông vua của ngoại hạng Anh, giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu. Nhưng trước khi đạt được những vinh quang danh giá, trở thành một quỷ đỏ xưng hùng, xưng bá nhuộm đỏ trời Âu như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở đây ý tôi là thời của Sir Alex Ferguson chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì xưng hùng xưng bá trong phòng thay đồ, bùa ngải các thứ thôi. Nhưng mà các ông chỉ biết đến MU từ những năm 90-2000 trở đi thôi đúng không? Thời đấy là Sir Alex đã mang MU đi đấm mồm khắp cái châu Âu rồi. Các ông có biết kỷ nguyên một thời của MU vào những năm 50 của thế kỷ trước mà MU cũng bón hành cho cả cái châu Âu không trượt phát nào chưa? Tôi cũng không biết, xem xong phim này tôi mới biết. Và sau đây là câu chuyện của MU tại kỷ nguyên Busby thông qua bộ phim United. Các cụ quỷ đỏ vào những năm 50 đã có một giai đoạn cực kỳ khó khăn, thậm chí là nặng nề hơn bây giờ rất nhiều, khi cả đội bóng bị bay màu 90%, nhưng họ vẫn trở lại mạnh mẽ và biến MU trở thành một thế lực tại giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Matt Busby, ông là người đưa MU trở thành đội bóng đầu tiên của nước Anh tham dự cúp C1 với đội hình được gọi là những đứa trẻ của Busby, vì lúc đó Busby đã dẫn dắt một đội hình với nhiều tài năng trẻ mà không được các nhà phê bình bóng đá ở thời đó đánh giá cao. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Bobby Charlton, một huyền thoại của MU nay đã được tạc tượng bên ngoài sân Old Trafford. Những thành tựu đó của ông không phải tự dưng mà đến. Từ những ngày đầu tại MU, cụ thể là vào năm 1956, Bobby không được ra sân. Trong khi các đồng đội của mình liên tục tạo tiếng vang, danh tiếng nổi nhanh hơn cả bị bóc phốt ở trên mạng,
thì Bobby vẫn phải mòn đít trên cái băng ghế dự bị. Vào một ngày đẹp trời, Bobby quyết định đến gặp trợ lý huấn luyện viên Jimmy Murphy để xin được đá đội 1 cùng với những người bạn của mình. Nghe này Bobby, đây là Old Trafford, nhà hát của những tiếng cười. Vào thứ bảy hàng tuần, cậu phải làm trò hề trước 80.000 người ở đây. Và tôi chưa thấy cậu có sự hài hước nào cả. Jimmy nói về niềm tự hào của người dân tại Manchester với Old Trafford. Quanh đây toàn là khu công nghiệp, nhưng nằm giữa nơi đó lại là một sân vận động. Có thể nói là một linh hồn mà mọi người quanh đây đều hướng vào. Bobby phải chứng minh được mình đã sẵn sàng mới có thể được ra sân. Jimmy hướng dẫn Bobby tập luyện đá bằng cả hai chân. Điều đó sẽ giúp anh trở thành một cầu thủ toàn diện hơn. Tối hôm đó, Jimmy cùng các học trò ngồi tâm sự hàn huyên. Thực ra ông thừa khả năng để làm một huấn luyện viên trưởng, nhưng ông không giỏi ngoại giao nên đành lùi về phía sau để hỗ trợ cho huấn luyện viên Busby. Bù lại, ông vẫn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các cầu thủ như một huấn luyện viên thực thụ. Các học trò đều dành sự tôn trọng với Jimmy dù ông chỉ là một trợ lý. Bobby hỏi ý kiến người bạn của mình, Duncan Edwards, một cầu thủ của đội 1 và là đội trưởng hiện tại của đội tuyển Anh. Làm thế nào để có suất đá chính? Nhà mặt phố, bố làm to, có thể lắm. Đùa rồi, cậu phải nỗ lực hết mình Bobby ạ. Phải là một nghệ sĩ thì mới vào nhà hát được chứ. Bobby nghe thì biết vậy, anh vẫn nỗ lực hàng ngày, đi sớm về muộn, năng suất 200%. Jimmy từ lâu đã nhìn thấy được tài năng của Bobby, nhưng ông vẫn còn ém hàng, chưa quyết định bung ra. Và huấn luyện viên trưởng, ngài Busby cũng nhận ra điều này. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Busby có một cuộc nói chuyện với Liên đoàn bóng đá Anh để đưa MU tham dự giải đấu cúp C1. Yêu cầu của ông bị từ chối vì Liên đoàn muốn MU hướng đến giải hạng nhất. Cho những ai chưa rõ thì lúc này giải hạng nhất là giải cao nhất của nước Anh. Ngoại hạng Anh lúc này vẫn chưa ra đời và cúp C1 mới chỉ ra đời được 1 năm nên không được tín nhiệm cho lắm. Năm ngoái Liên đoàn đã cấm không cho Chelsea tham dự C1, nhưng năm nay họ đừng mong sẽ làm thế với đội của Busby. Ông không chỉ muốn nhuộm đỏ thành Man, nhuộm đỏ nước Anh, ông cần biến bầu trời châu Âu thành màu đỏ. Liên đoàn chấp nhận yêu cầu của MU trong sự cay cú với điều kiện họ phải đáp ứng được lịch trình thi đấu giữa hai giải. Trở về Old Trafford, huấn luyện viên Busby quyết định sẽ cho Bobby ra sân ở đội hình chính. Bobby tuy vừa bị chật mắt cá chân, nhưng vì khát khao được thể hiện nên giấu chuyện này và đồng ý với huấn luyện viên. Anh cố gắng chườm đá cho chân mau lành để có thể tham gia trận đấu ngày mai. Đêm hôm đó anh không ngủ được. Anh đến Old Trafford ngắm nhìn ước mơ của mình sắp sửa thành hiện thực. Tưởng như là đêm dài nhất cuộc đời của Bobby. Bobby tiến vào phòng thay đồ cùng với những người đồng đội. Nhìn chiếc áo mà anh vẫn luôn muốn mặc trước mặt mọi người, Bobby tay đập chân run trong đường hầm. Nhưng khi bước ra sân, anh bắt đầu gọi đối phương bằng những từ ngữ không được hay cho lắm. Bobby liên tục ghi bàn và trở thành chân sút không thể thiếu của Quỷ Đỏ, tiếp tục chuỗi bất bại. MU một lần nữa vô địch giải hạng nhất, nhưng phải dừng chân đáng tiếc tại bán kết cúp C1 khi phải đối mặt với vị vua C1 Real Madrid. Tuy vậy, MU vẫn là một thế lực không thể ngăn cản tại nước Anh, nhưng mà chỉ là thời đó thôi. Các cụ mà thấy bọn trẻ bây giờ bị thằng cu sinh năm 2K nào đấy nó dã cho tận 3 quả xong rồi thêm 2 quả kiến tạo nữa thì sầu. Không cần phải nói, anh em cũng biết thằng cu đấy là Erling Haaland, một cầu thủ được mệnh danh là không phải con người. Khi còn ở Dortmund, Haaland cũng đã khuynh đảo cúp C1, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong 4 kỳ C1 liên tiếp. Và giờ đây tại một Man City đang làm bố tại ngoại hạng Anh, Haaland như hổ mọc thêm motor phản lực, khả năng cao là sẽ tiếp tục săn thêm vài kỷ lục C1 nữa. Nếu mùa giải này bạn chưa biết xem Erling Haaland thi đấu C1 bằng gì, hãy xem qua Oppo, nhà tài trợ chính thức của UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, và sắm ngay cho mình một con Oppo Reno 8 Pro 5G, phiên bản chuyên gia chân dung Pro nhất hiện nay. Một chiếc điện thoại với thông số ấn tượng trong phân khúc, chỉ với giá 18.990.000 đồng để sở hữu một Erling Haaland phiên bản mobile ngay trên bàn tay của các bạn. Với chip Dimensity 8100 Max, một trong những chipset hàng đầu hiện nay, cho phép xử lý nhiều tác vụ một cách mượt mà, như cái cách Haaland xử lý bóng trong vòng cấm, siêu sạc nhanh Super VOOC 80W, như cái cách Haaland hồi phục thần tốc sau những pha chạy nước rút trong cả trận đấu, hệ điều hành ColorOS 13 mượt và ổn định nhất cho dòng máy Android, như phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu của Haaland. Ngoài ra, điểm sáng nhất của Reno 8 Pro 5G chính là hệ thống siêu chip kép với chip xử lý hình ảnh riêng biệt Mari Silicon X, giúp hỗ trợ quay chụp trong điều kiện bóng tối mà vẫn đạt độ phân giải 4K, thậm chí là quay ngược sáng. Nếu bạn mua Reno 8 Pro 5G trong những ngày từ mùng 5 đến 14 tháng 10 tại Thế Giới Di Động hay thậm chí là đặt hàng online, bạn sẽ nhận được khuyến mãi lên đến 2.490.000 đồng, bao gồm một máy lọc không khí với lãi suất trả góp 0%. Còn chần chừ gì nữa mà không mua Haaland phiên bản di động ngay hôm nay, đặc biệt là cánh chị em, mua Reno 8 Pro 5G về, không sợ đêm về máu chảy lệ rơi. Vì với Reno 8 Pro 5G, đêm không tồn tại. Quay trở lại với câu chuyện của MU, với những thành tích đáng nể, MU tiếp tục tiến đến cúp C1 mùa tiếp theo và chuẩn bị cho trận tứ kết C1 tại Yugoslavia. C1 cứ phải gọi là liên tục vào mồm, chứ không đi đá C2 như bây giờ. Nhưng tình cờ trận đấu này lại vướng lịch gặp Wolverhampton tại giải hạng nhất, và Liên đoàn bóng đá Anh kệ mẹ MU thích tính thế nào thì tính, không tham gia được thì bị trừ điểm. Mặc cho những thành công của MU trên mặt trận toàn châu Âu,
để có thể tham dự được cả hai trận đấu. Busby đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình: thuê máy bay riêng cho các học trò. Jimmy không thể đi cùng đội tuyển vì ông phải trở về làm công tác huấn luyện tại xứ Wales. Điều đó vô tình cứu sống ông một mạng vì chuyến bay chở các cầu thủ đã gặp tai nạn. Sau khi giành chiến thắng và tiến vào bán kết C1, các cầu thủ của Quỷ Đỏ đã trở về nước Anh, nhưng họ phải dừng lại tại Munich để tiếp nhiên liệu do không muốn bỏ lỡ trận đấu gặp Wolverhampton. Busby vẫn cho các học trò lên chuyến bay để về Anh trong điều kiện thời tiết xấu, và chiếc máy bay đã xảy ra sự cố. Sau cú rơi có 23 người thiệt mạng, trong đó có 7 cầu thủ của đội bao gồm Mark Jones, Eddie Coleman, David Peck. Bobby chỉ bị thương nhẹ, nhưng Duncan và huấn luyện viên Busby bị thương nặng. Tại nước Anh, Jimmy chưa hề biết về chuyện tai nạn. Ông vẫn còn đang chuẩn bị ăn mừng việc mình dẫn dắt xứ Wales đến World Cup và chúc mừng đội vì đã vào bán kết C1. Tin này như sét đánh ngang tai với Jimmy, những người thân của các cầu thủ và toàn bộ nước Anh. Đội bóng hùng mạnh nhất đất nước đã bị dập tắt chỉ trong một đêm. Đến cả chủ tịch liên đoàn bóng đá cũng không thể không thương xót. Tỉnh dậy sau cơn mê, Bobby còn đau hơn khi phải nghe tin những người bạn của mình đã ra đi. Sau cùng thì họ cũng chỉ là những đứa trẻ đam mê với trái bóng. Chuyện này thực sự quá sức chịu đựng với Bobby. Jimmy cũng đã đến Munich, ông vào gặp huấn luyện viên Busby. Huấn luyện viên Busby nhận mọi trách nhiệm về mình vì chính ông đã thúc giục khởi hành chuyến bay, nhưng lỗi của ai thì lúc này cũng chẳng quan trọng. Duncan tỉnh lại, anh biết mình chẳng thể thi đấu bóng đá được nữa, nhưng dòng máu Quỷ Đỏ trong anh vẫn chảy không ngừng. Anh vẫn hỏi thầy mình về những trận bóng sắp tới. Jimmy nghe được lời của học trò khiến ông càng thêm đau xót hơn. Không khí u ám trải dài trên khắp nước Anh, những cầu thủ tài năng nhất của họ đã ra đi. Bobby đến gặp Duncan, dù thời gian sống của anh chỉ còn rất ít, nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đến việc đối mặt với Milan trong trận bán kết C1 sắp tới. Bobby hẹn gặp Duncan ở Anh, rồi hai người sẽ lại cùng chơi bóng. Nhưng giấc mơ đó có lẽ là quá xa vời. Khi Duncan đã chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, Bobby thất thần, không còn thứ gì níu kéo anh lại với bóng đá nữa. Jimmy sốc không nói nên lời khi biết tin người học trò ưu tú nhất của mình đã ra đi, nhưng tin sốc hơn đến với Jimmy vì họ không có đủ cầu thủ để trở lại với giải đấu, nên các nhà lãnh đạo đã quyết định giải thể Manchester United. Nếu Jimmy không đem cả tính mạng của mình ra để đe dọa thì Thành Man bây giờ đã là màu xanh rồi. À mà Thành Man bây giờ màu xanh mà. Jimmy sẽ tìm người để đá. Ông sẽ không bao giờ để di sản của học trò mình gây dựng lên giờ phải chấp nhận bị hủy bỏ. MU không thể chết được, nhưng không có tiền, không có thời gian. Kiếm một đội hoàn chỉnh ngay lúc này là điều không thể. Nhưng trong những lúc khốn khổ nhất, ta chỉ có thể bám víu vào một thứ duy nhất gọi là niềm tin. Còn hơn là bây giờ niềm tin vào MU còn chẳng có để mà bám. Jimmy đành phải mang những cầu thủ từ đội trẻ lên, dù biết rằng họ vẫn chưa sẵn sàng. Ông ký vội những bản hợp đồng không đủ chất lượng, chỉ để đủ 11 người cho trận đấu. Đội hình chắp vá này tuy không có nhiều kỹ năng, nhưng họ có sự quyết tâm, một niềm tin vực dậy bầy Quỷ Đỏ ngày nào. Jimmy đến tìm Bobby để khuyên anh quay trở lại. Nhưng sau những chuyện vừa qua, sau cái chết của Duncan, Bobby chẳng thể truyền bóng cho ai được nữa. Không còn những người đồng đội cũ, MU không tồn tại. Jimmy khuyên Bobby hãy suy nghĩ lại, nghĩ về lý do anh đã chọn chơi bóng và hãy ra sân một lần nữa. MU không chỉ nằm ở con người, mà nó còn nằm ở logo trên ngực áo. Sau khi chơi bóng với lũ trẻ trong xóm, Bobby dần tìm lại được cảm giác chơi bóng. Anh đến sân xem trận đấu đầu tiên của MU sau thảm họa, chứng kiến sức trẻ và sự quyết tâm của đội. Bobby quay trở lại và giúp MU tiến vào chung kết cúp FA. Chỉ sau 3 tháng, MU đã tìm lại được chính mình. Jimmy nhìn dàn cầu thủ trẻ, ông nhớ đến những người học trò của mình. Và giờ ông sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ của họ và những trang sử của Manchester United. Dù thua cuộc trong trận chung kết cúp FA năm đó, MU vẫn tiếp tục tiến lên với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Busby. Ông sau khi hồi phục đã tiếp tục dẫn dắt MU vô địch 5 cúp quốc gia, 2 cúp FA và 1 cúp C1. Ông về hưu năm 71 và mất năm 1994. Jimmy tiếp tục ở lại với MU cho đến năm 71. Ông là huấn luyện viên duy nhất từng đưa xứ Wales đến với chung kết World Cup. Ông từ trần vào năm 1989. Bobby Charlton trở thành thủ lĩnh của bầy Quỷ Đỏ. Ông cùng Dennis Law và George Best, hai huyền thoại được tạc tượng cùng ông tại Old Trafford, đã vực dậy MU thời đó và đã cùng họ vô địch cúp C1 vào năm 1968. Anh em thấy đấy, MU ngày xưa còn tan nát từ trên xuống dưới mà các cụ vẫn comeback được. Uống gì là lũ trẻ bây giờ, cơ sở vật chất đủ cả, tiền lương thì nhất nhì ngoại hạng Anh, thì làm gì có chuyện không comeback mạnh mẽ được, đúng không? Nói câu trên xong tự nhiên cảm thấy chán. Và đó là những gì diễn ra trong bộ phim United. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại. Xã hội nước Mỹ loạn lạc, cái gì cũng có thể đổi trắng thay đen, như là nàng Bạch Tuyết, nàng Tiên Cá, người mà chúng tôi vừa ra video bênh bênh tí mà các bạn chê thế. Hôm nay thì chúng ta đến với một cái phim khác, Dặm Xanh. Một bộ phim mà bạn chỉ cần đen thôi là có tội. Nhân vật chính của phim là một anh chàng da màu to lớn tên là John Coffey. John có một khả năng đặc biệt là chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương vật lý hay là tâm lý. Thậm chí anh còn có thể hồi sinh một con chuột đã chết. Mặc dù sở hữu trong tay một thứ sức mạnh tối thượng nhất trái đất, nhưng mà John bấy lâu nay luôn phải sống trong đau khổ và thậm chí còn phải lãnh một bản án tử hình dù không làm gì sai
trái trái. Tại sao mọi thứ lại ngang trái như vậy? Nếu như bạn cũng tò mò thì đừng đi đâu cả, hãy ngồi ngoan ngoãn trước màn hình để tôi dẫn bạn vào The Green Mile, một trong những bộ phim hay nhất thế giới về chủ đề nhà tù, ngang ngang Shawshank Redemption. Green Mile hay tên thuần Việt là Giọng Xanh là một tên gọi khác của nhà tù có cái tên rất dài này. Nhà tù này được gọi như vậy vì sàn ở đây được lát màu xanh lá và đồng thời cũng là dặm nghỉ cuối cùng của các tù nhân trước khi họ bị hành hình bằng cách ngồi ghế điện. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1935. Nhân vật chính của chúng ta là Paul, đang làm quản giáo tại nhà ngục Giọng Xanh. Paul bị viêm đường tiết niệu suốt nhiều năm. Tức là sao? Tức là anh bị khó đái, mỗi lần đái đau và mất hết tự tin trong chuyện giường chiếu. Cơ mà chuyện đấy chúng ta bàn sau. Và một ngày nọ, khi ông mặt trời hơi nắng một tí, thì một tù nhân đặc biệt được áp giải tới nhà ngục Giọng Xanh. Anh ta có một thân hình đồ sộ, nếu không muốn nói là quá khổ so với người bình thường. Paul nhìn tên tử tù với một nét mặt không thoải mái cho lắm. Phần vì đi tiểu xong vẫn hơi buốt, phần vì chưa bao giờ thấy một tên tử tù nào to lớn đến vậy. Và quan trọng nhất là má thằng chó Percy này lắm mồm vô lờ. Nói qua về Percy một tí thì thanh niên này là một quản ngục cấp dưới, nhưng mà là con ông cháu cha nên lúc nào cũng ca lắc cất thái độ với cấp trên, ra vẻ tại đây quan hệ lắm quan hệ rộng. Thế nên là cái thanh niên này không được lòng anh em ở đây cho lắm. Trái ngược với một Percy nhỏ con nhưng mà láo toét thì người tù nhân khổng lồ kia lại hiền dịu một cách lạ thường. John đáp lại những câu hỏi của quản ngục bằng một tông giọng rất là nhẹ nhàng, pha lẫn một chút khổ hạnh của những người thấp cổ bé họng. Đôi mắt thì lại thường xuyên ngấn lệ, cảm tưởng như anh có thể khóc bất cứ lúc nào. Đặc biệt là John có một nỗi sợ kinh hoàng là sợ phải ở một mình trong bóng tối. Nghe xong thì Paul kiểu, bro, các anh có nghĩ là chúng ta bắt đúng người không ấy? Với linh cảm của một người lâu năm trong nghề thì Paul thấy có gì ấy sai sai, nên là anh quyết định đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Thảm kịch hôm đó diễn ra ở một vùng quê hẻo lánh. Hai bé gái của một gia đình nọ đột ngột mất tích, nghi ngờ con mình bắt cóc, người bố đã hô hoán dân làng lục tung cả vùng lên để tìm cho ra thủ phạm. Cuộc tìm kiếm nhanh chóng có kết quả khi mà dân làng bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Hai đứa trẻ xấu số này đang nằm trọn trong vòng tay của John Coffey, đầu thì bê bết máu, John thì đang gào thét. Và không cần điều tra gì thêm, John lập tức bị kết án tử hình. Đen thôi, chẳng quên mẹ đi. Tối hôm đó, Paul về nhà với một tâm trạng đầy băn khoăn và rối trí, không thể hiểu nổi tại sao một con người hiền lành chất phác như John lại có thể gây ra một tội ác tày đình như vậy. Với mớ suy nghĩ bòng bong quanh quẩn trong đầu, cộng thêm nỗi đau luôn ngự trị nơi súng ống, thì John lại một đêm nữa không được gần gũi với người vợ yêu của mình. Vác cái xác khô đến nhà ngục vào sáng hôm sau, công việc của Paul lại tiếp tục bình thường như bao ngày khác. Hôm nay thì anh và các đồng nghiệp có một phát hiện thú vị, đó là trong nhà tù có một con chuột. Đây không phải con chuột nhưng mà con chuột. Điểm đặc biệt của con chuột này là nó rất là bạo dạn, không hề sợ người, ném cho ăn gì là ăn đấy, ăn xong rồi lại chui ngược vào căn phòng biệt giam. Tớ nhưng đấy là phòng kín mà, chui vào đấy làm gì? Thế là Paul cùng các đồng nghiệp lôi hết đống đồ trong phòng biệt giam ra để tìm con chuột, nhưng mà chả con chuột nào cả, cũng như là chả có cái lỗ hay là cái hầm nào luôn. Rốt cuộc thì con chuột đã thoát ra bằng cách nào? Paul không biết mà cũng chả ai biết, chỉ biết là những ngày sau đó nó vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người. Dân già này mọi người cũng quen nên chả ai khó chịu với sự có mặt của nó, ngoại trừ Percy. Thanh niên này ghét cay ghét đắng con chuột và sẵn sàng làm mọi thứ để giết nó. Paul rất không hài lòng về thái độ này của Percy. Anh cho rằng những việc như vừa rồi có thể sẽ kích động những tù nhân ở đây. Càng nhắc nhở thì thằng Percy lại càng vinh mặt thách thức, khiến cho Paul và những người khác vô cùng ngứa mắt. Chỉ thiếu nước và lao vào tận trong một trận. Nhưng mà thôi, dù gì thì cô em này cũng sắp là người nhà rồi chuyển công tác, nên là Paul đã nhịn nhục thêm vài hôm nữa vậy. Tạm gác lại những chuyện xàm xí ở chốn ngục tù thì giờ bộ phim mới thực sự bắt đầu. Chuyện là trước mỗi lần hành quyết thì tất cả đều phải tập dượt qua vài lượt để đảm bảo chắc chắn rằng phạm nhân sẽ ra đi nhanh chóng và ít đau đớn nhất có thể. Quy trình hành quyết thì vô cùng đơn giản. Phạm nhân sẽ được đặt lên một chiếc ghế công thái học xịn sò được thiết kế đặc biệt dành cho nhà tù. Sau đó thì tử tù sẽ được phép chăn chối vào lời cuối cùng trước khi bị đặt một miếng bọt biển ướt lên đỉnh đầu. Đó là vì bọt biển ướt sẽ giúp dòng điện chạy thẳng qua não của phạm nhân, giúp họ nhanh nhất có thể. Percy thì có vẻ rất là hào hứng với cách hành quyết này. Bố thằng bệnh hoạn. Người đầu tiên là anh kẻ án trong phim là Alan. Alan là người mà Paul khá là yêu mến. Từ khi về nhà ngục Giọng Xanh thì Alan từ một tên sát nhân nay đã hoàn lương thấy rõ. Tuy nhiên thì điều này cũng không thay đổi được gì. Gây ra tội ác thì buộc phải trả giá. Chứng kiến Alan bị hành quyết thì Percy vui lắm. Vui tới nỗi ngay cả khi Alan không còn trên cõi đời nữa thì Percy vẫn ra sức mỉa mai và chỉ rủa. Đến nước này thì mọi người cáu lắm rồi, ai cũng muốn làm và đấm cho Percy mấy phát. Nhưng mà nếu làm thế thì chả khác nào tự nộp đơn xin thôi việc. Nên là Paul đành phải chuyển qua tông giọng năn nỉ, mong Percy sẽ chuyển công tác sớm để lấy lại sự bình yên cho nhà tù. Ông muốn tôi đi đấy, thế thì lần hành hình tiếp theo cho tôi đứng lớp, mấy ông làm trợ giảng thôi, nghe chưa? Xong xuôi thì tôi đi, thế là vậy cái đôi đường đấy. Paul kiểu ok, miễn là mày cút đi chỗ khác. Trong một diễn biến khác thì tại phòng giam số 7 có một điều kỳ diệu xảy ra mang tên Mr. Jingle. Mà không, đấy không phải tên của ông này, mà là cái tên ông ta đặt cho con chuột kia. Người tù nhân này tên là Dell,
Bằng một cách nào đó thì Dell đã thuần hóa và biến Mr. Jingle từ một con chuột bình thường thành con mẹ là SBTC luôn. Thấy con chuột cũng vô hại, Paul cho phép Dell giữ con chuột bên cạnh mình như một dạng thú cưng. Trái ngược với sự vui mừng của Dell thì tối hôm đấy Paul không hề vui một tẹo nào khi mà con cá trà bạc của anh cứ liên tục biểu tình đó đi khám. Căn bệnh viêm đường tiết niệu đã đến giai đoạn mãn tính, nếu mà không chữa ngay thì khả năng cao là từ giờ đến cuối đời thứ duy nhất anh có thể làm với vợ là ngồi nhìn. Thế nhưng do quá bận, hoặc là một phần cũng do lười, hoặc là có thể là cái hồi đấy kiểu bị bệnh mình cu không muốn đi khám bị xấu hổ ấy, thế là hôm sau Paul lại đi làm bình thường và âm thầm chịu đựng những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Ngay hôm đó nhà tù rậm xanh đón chào thêm một tù nhân nữa tên là Bill Watson. Bill sở hữu một khuôn mặt nhìn phát là biết ngay sống tình cảm. Nhưng mà rồi trong một lần không tình cảm lắm, Bill đã một mình quẩy nát trại giam, đánh gục các cai ngục, rồi cả gan suốt một cú phun nộ vào bộ hạ của Paul. Loay hoay một hồi thì cả đội mới khống chế được con chó điên này. May mắn là không ai bị thương quá nặng, trừ Paul. Cú sút hiểm hóc và con cá lóc đã khiến bệnh tình của anh trở nặng. Paul gục xuống sàn nhà một cách đầy đau đớn. Bỗng chợt một giọng nói trầm như cách rap của Binzy vang lên. Tôi cần nói chuyện với ông ngay bây giờ. Không sao, sáng nay mắt cháu Long hơi đã bụng tí thôi. Cứu lại đấy. Paul hơi ngại nhưng mà rồi cũng vác dài tới gần John. Gần đến chút nữa. Nghe hơi minh béo một tí nhưng mà Paul vẫn tin tưởng và tới gần. Bất chợt John Coffey ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Paul, tay còn lại thì bóp thẳng vào bộ ấm chén. Đeo thấy vậy thì vội vàng la lên kêu cứu. Thế nhưng mà John vẫn không chịu dừng lại, bóp ngày một mạnh hơn. Mạnh đến nỗi chiếc bóng đèn trên trần nhà nổ luôn. Bây giờ thì John mới chịu buông tay. Nhưng mà khoan, do anh bắt đầu hò dữ dội và từ trong vòng họng một loạt tạp chất gì đó trào ra như ong vỡ tổ rồi tan biến như chưa từng tồn tại. John nhả xong thì cũng cạn kiệt sức lực, xin phép được nằm nghỉ một lát hồi lại mana. Paul lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng mà anh vẫn cảm thấy bản thân như được cập nhật phần mềm. Paul từ từ tiến vào nhà vệ sinh và rồi bất ngờ chửa. Đó là trải nghiệm đi đái sảng khoái và thoải mái nhất của Paul trong vòng 10 năm qua. Trở về nhà trong tâm trạng hân hoan vui sướng, Paul chợt thấy vợ hấp dẫn một cách lạ kỳ, hóc môn nam trong người trào dâng như thủy triều lúc 8 giờ tối. Đêm nay anh quyết tâm dạy vợ phát âm bằng hết bảng chữ cái từ A đến Z thì thôi. Suốt 19 năm qua, chưa bao giờ Paul có một đêm hạnh phúc đến thế. Và để đáp lại ân nghĩa này của John, Paul quyết định tới gặp luật sư Hammersmith, người đã từng đứng ra bào chữa cho John trong vụ lần này, để lật lại vụ án với hy vọng sẽ tìm được bằng chứng gì đấy để chứng minh là John vô tội. Trái ngược với kỳ vọng của Paul thì tên luật sư kia ngay từ đầu đã không muốn bào chữa cho John rồi. Trong mắt anh thì người da đen không khác gì mấy TikToker. Bình thường là có thể vô hại nhưng mà chỉ cần lên cơn dại là có thể quay ra cắn trộm bất kỳ lúc nào. Hammersmith không phủ nhận John là người tốt nhưng mà anh không tin John là người tốt full time. Paul nghe xong thì biết ngay thằng này phân biệt chủng tộc nên là anh vẫn giữ nguyên quan điểm rằng John là người tốt. Đã trong nghề hàng chục năm nay thì Paul thừa hiểu người xấu trông như nào và John thì chắc chắn không phải người xấu. Dell và con chuột của mình cũng không phải luôn, nhưng mà thanh niên Bill Watson này thì có. Từ ngày này qua ngày khác, Bill tìm đủ mọi cách để phá phách, chọc giận các nhân viên của trại giam. Thanh niên này nhường đến nỗi cai ngục cũng không đến được cái số lần mình phải tống vào biệt giam. Nhưng mà thỉnh thoảng Bill cũng hữu dụng phết, có lần dọa cho Percy sợ xón đáy ở quần. Vốn là một thanh niên ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đến nước này thì Percy cũng không thể cao giọng được. Cũng may Paul là người tốt và hứa với Percy rằng những chuyện gì xảy ra ở rậm xanh thì sẽ ở rậm xanh mãi mãi. Cứ tưởng là từ đấy thì thằng nhãi con sẽ biết tôn trọng người lớn nhưng mà không. Và một ngày đẹp trời nọ, trong khi Paul đang ngồi công tác tư tưởng cho Dell trước khi ông này bị đem ra hành quyết, thì đột nhiên Percy bắt gặp Mr. Jingle trên đường đi và dầm. Percy tung một cú dẫm cực mạnh dí nát Mr. Jingle ngay trước mắt của Dell và những cai ngục khác, rồi thản nhiên bỏ ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc Dell tuyệt vọng nhất thì John đã chìa tay ra và xin phép được cứu Mr. Jingle. Với thứ ma thuật đen của mình thì John đã một lần nữa đem Mr. Jingle trở lại cuộc đời. Trong sự ngỡ ngàng ngờ ngác của các viên quản ngục, xử lý xong câu chuyện con chuột, Paul cùng cộng sự của mình tới chỗ Percy để dạy cho thanh niên này một bài học. Hoặc là mày ngoan ngoãn cho tới khi rời khỏi đây, hoặc là mai tao sẽ kể cho cả thế giới biết mùi nước tiểu của mày khó ngửi như nào. Và thế rồi ngày hành hình tiếp theo cũng đã tới. Hôm đó là một ngày mưa dông bão tố, Dell ngậm ngùi và ước rằng mình được gặp các viên quản ngục sớm hơn thì biết đâu ông đã có thể trở thành một người lương thiện. Nhưng mà thôi, đành hẹn kiếp sau. Dell buồn bã trao lại Ratatouille cho John giữ, rồi từ từ tiến vào căn phòng xét xử. Người chủ trì buổi hành quyết hôm nay chớ trêu thay lại là Percy. Tại sao tội nó là chớ trêu? Vì Percy vốn dĩ từ đầu đã không ưa gì Dell và con chuột của ông. Thấy Dell ngồi trên ghế điện thì Percy vô cùng hả hê. Thậm chí trong đầu còn có một âm mưu cực kỳ tàn độc. Các bạn có nhớ chi tiết miếng bọt biển không? Có một quy tắc khi hành hình tù nhân là miếng bọt biển chắc chắn phải ướt thì tử tù mới có thể ra đi một cách thanh thản, ít đau đớn. Nhưng mà cái thằng Percy đã giở trò, tranh thủ lúc không ai để ý, đặt miếng bọt biển khô lên đầu của Dell. Đoạn này quá dã man nên tôi sẽ che nó lại. Các bạn cứ tưởng tượng ra cái cô điện bị cháy thì sẽ hiểu. Cảnh tượng kinh hoàng tới nỗi toàn bộ những người chứng kiến phải đứng dậy bỏ về. Riêng với Paul và những cai ngục khác thì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một màn tra tấn độc ác và man dợ đến vậy. Dù không có mặt trực tiếp trong phòng xét xử, nhưng mà John vẫn cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau mà Dell đang phải trải qua. Hành động này của Percy đã giúp hắn nhận về một quả đấm trời giáng. Paul cũng cực kỳ cáu, nhưng mà nhìn vào mặt tích cực thì sau vụ này Percy sẽ không còn ở đây nữa. Trở về phòng giam, Paul thấy John đang ngồi khóc.
Thì ra là không chỉ mỗi John có thể cảm nhận được nỗi đau của Dell, mà thậm chí Mr. Jingle cũng vậy. Có lẽ vì không thể chịu nổi nữa nên là nó đã rời khỏi vòng tay của John, bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng mà thôi, chuyện này để sau. Sáng hôm sau, vợ chồng Paul đến nhà sếp chơi. Ông ấy tên là Hal. Trong Halloween ấy. Ông này là tù trưởng của Dặm Xanh, sự nghiệp lẫy lừng, mỗi tội là vợ bị bệnh tâm lý, thường xuyên bất ổn, cơ thể ngày càng tiều tụy, không còn chút sức sống nào. Ha rất là muốn chữa cho vợ nhưng mà tất cả các bác sĩ đều bó tay. Chưa chắc đã bó tay đâu. Paul chợt nhớ ra năng lực siêu đặc biệt của John nên là ngày hôm sau đã tập hợp các huynh đệ lại để bàn một kế hoạch đem John Coffee tới để chữa bệnh cho phu nhân của tù trưởng. Kế hoạch sẽ có sự tham gia của tất cả mọi người, trừ anh cai ngục trẻ đẹp này vì anh còn có vợ và hai đứa con, nhỡ bị đuổi việc thì chỉ có mà ăn cứt. Và thế là kế hoạch bắt đầu. Tên tù nhân Bill Walton bị dí cho quả thuốc ngủ, bất tỉnh nhân sự. Còn Percy thì đen hơn, bị bắt gặp khi đang mải đọc truyện hentai. Thì thôi, cút vào biệt giam. Bố trí xong xuôi, Paul tới mở cửa cho John, người đã biết toàn bộ kế hoạch này bằng một năng lực tâm linh nào đó. Đang đi thì John đột nhiên bị ngăn lại bởi bàn tay hôi hám của Bill Walton. Cú bắt tay không chặt, nhưng mà John lại tỏ ra cực kỳ đau đớn và tức giận. Spoil luôn là John có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấy quá khứ của một người bất kỳ anh chạm tay vào. Và trong cảnh này thì anh đã thấy được tội ác của Bill. Tội ác đó là gì thì lát sẽ rõ. Sau đó cả đội mau chóng đưa John tới nhà của Hal. Giữa đêm hôm khuya khoắt mang tù nhân đến nhà riêng của sếp, nghe sai mà. Nhưng mà mọi nghi hoặc của Hal đều bị xóa bỏ khi mà ông chứng kiến John thực hiện Black Magic, đem người vợ của ông trở về nguyên vẹn, xinh đẹp không một dấu vết của bệnh tật. Phép màu giữa đời thực là đây chứ đâu. Như thường lệ thì sau khi làm phép, John sẽ rất mệt và muốn nghỉ ngơi. Cả đội cũng biết vậy nên là nhanh chóng đưa John về. Tuy nhiên thì lần này Paul thì hơi lạ, tại vì không thấy mấy cái thứ bay từ mồm John đâu. Bình thường vẫn thấy mà. Hay lần này có gì bất chắc? Không phải. Thì ra là John đã để dành trong họng để chờ thời cơ chuyển hết sang cho Percy. Percy nốt trọn thứ tạp chất kia xong thì mặt vẫn hồng nghệt ra, chậm rãi bước đi một cách đờ đẫn và rồi quay sang nhìn Bill Walton với đôi mắt ngấn lệ. Đoảng, đoảng, đoảng. Percy lạnh lùng kết liễu Bill trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Đúng lúc này thì thứ tạp chất kinh khủng kia bắt đầu chui ra khỏi miệng của Percy rồi tan biến vào hư vô. Paul bàng hoàng hỏi John tại sao làm vậy. John không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Paul và cho anh xem toàn bộ những tội ác mà tên Bill Walton đã gây ra. Cứ thế những hình tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt Paul. Và bạn biết gì không? John vô tội thật. Thủ phạm hãm hại hai bé gái xấu số kia lại chính là Bill Walton. John chỉ là người phát hiện ra và cố gắng cứu sống hai đứa trẻ mà thôi. Tuy nhiên như vậy là không đủ để Paul có thể giúp John thoát khỏi án tử hình. Nhưng mà Paul vẫn mạnh dạn hỏi John là có muốn làm Michael Scofield không? Vì các anh em quản giáo ở đây sẽ giúp một tay. John nghe vậy rất là cảm kích, nhưng mà không, anh không cần bất cứ sự giúp đỡ hay là trả ơn nào hết. John đã quá mệt mỏi với việc sống từ ngày này qua ngày khác, cô đơn một mình, bị đối xử tệ bạc. Và hơn hết là phải chứng kiến con người đối xử tệ bạc với nhau hàng ngày. Nếu sống mà đau khổ như vậy thì thà chết còn hơn. Và thế là John đã chính thức từ chối cơ hội được sống của mình. Và ngày hành quyết cuối cùng cũng tới. John từ từ ngồi vào ghế điện trước sự móc mỉa và chửi mắng của người nhà nạn nhân. Khi được hỏi anh muốn trân chối điều gì, John chỉ nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã xuất hiện trên cuộc đời này. Paul nắm tay John một lần cuối để cầu xin sự tha thứ. Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Từ đó trở đi, Paul không dám tham gia vào bất cứ một buổi hành quyết nào nữa. Ông chuyển luôn sang trại cải tạo thanh thiếu niên để ngăn chặn tội phạm từ trong trường nước. Trở lại với hiện tại thì Paul giờ đây đã lão hóa thành một cụ già. Nhưng mà không phải cụ già kiểu bình thường. Chuyện là năm xưa sau khi tiếp xúc với John thì Paul đã chuyển lại một năng lực gì đó khiến ông sống lâu hơn người bình thường. Đối với nhiều người thì đây có thể là một món quà, nhưng mà đối với Paul thì ông coi đây là một hình phạt, một sự trừng trị vì đã gián tiếp dập tắt một phép màu của Thượng Đế. Nhưng bạn biết điều gì còn bất ngờ hơn số tuổi của Paul? Đó là Mr. Jingle. Chú chuột đầu bếp năm xưa vẫn còn sống nhàn răng do năm xưa chắc là cũng được John truyền lại cho một ít sức mạnh. Cơ mà cũng chính vì thế giờ một câu hỏi xoắn não được đặt ra là nếu John có thể khiến một con chuột sống lâu đến thế thì liệu Paul sẽ còn phải sống thêm bao nhiêu năm trên cõi đời này nữa? Chưa một ai có thể giải đáp câu hỏi này, chỉ biết rằng bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký cho hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.